ba buổi vào tối thứ ba, thì tôi chỉ lên lớp cho các anh chị có 2 buổi thôi, buổi tối hôm nay và buổi tối thứ ba tuần sau, còn một cái buổi tối là để các anh chị làm bài. Thế hiện nay thì như vậy là chúng ta có hôm nào học tập trung không anh chị? Bạn Uyên lớp mình có học tập trung không? Dạ không thầy. Hiện nay chưa học tập trung đúng không? Dạ. À, chưa học tập trung thì buộc lòng các anh chị phải gửi, như vậy là gì? Gửi bài qua, gửi bài một bạn, tôi chỉ cho các anh chị làm một bài kiểm tra và một bài thi thôi. Gửi cho bạn Uyên, sau đó bạn Uyên gửi qua email cho tôi. Đấy, để trên cơ sở đó tôi như vậy là chấm điểm và cho điểm các anh chị. À, chứ còn bây giờ chúng ta không học tập trung, cho nên nếu học tập trung thì thường nó dễ, còn chưa học tập trung thì bây giờ sẽ làm phương án đó. Và các anh chị có ý kiến gì nữa không? Có gì hỏi thêm không? Thời gian học thì bắt đầu là chúng ta học vào lúc 6 giờ tức là 18 giờ, và chỉ học khoảng 2 tiếng liên tục thôi, không nghỉ giải lao. Cho đến 8 giờ tức là 20 giờ chúng ta nghỉ. Đấy. Dạ thầy ơi, cho em hỏi ạ. Cứ nói đi. Dạ em có chứng chỉ quốc phòng, có bảng điểm thì em không cần phải làm bài kiểm tra nữa đúng thầy? Đúng rồi. Đấy, Dạ. nếu mà có rồi mà các anh chị đã nha, xin nhắc lại đây này, những anh chị nào đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh mà đã xin được miễn, phòng đào tạo đã ký, đấy, thì đương nhiên được miễn. Thế còn những trường hợp nào, anh chị tôi nhắc lại nha, các anh chị nghe này, những anh chị nào đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh, tôi không cần bảng điểm, tôi chỉ cần chứng chỉ thôi. Đấy, đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh của trường ta hoặc bất cứ một trường nào đã cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh thì đương nhiên các anh chị được miễn, nhưng phải xin phép phòng đào tạo. Nhưng mà hiện nay các anh chị chưa xin phép phòng đào tạo mà bắt đầu vào học rồi, cho nên các anh chị photo cái bản đó gửi nha, một là gửi cho anh về là bạn Uyên lớp trưởng, hoặc là gửi trực tiếp cho tôi nha, qua Zalo, hoặc gửi qua email cho tôi nha, qua Zalo hoặc email cho tôi, thì tôi sẽ như vậy là linh động để cho các anh chị không phải đi học nha, kể cả buổi hôm nay nha, tức là 3 buổi học của các anh chị không đi học luôn đấy, và tôi chuyển điểm lên cho các anh chị thôi. Các anh chị rõ thế nào? Dạ rõ ạ. Rồi. Thế bây giờ như vậy, các anh chị như vậy là cả lớp này ghi cái số điện thoại của tôi này.
cái chị nhìn rõ không ạ? À, tôi chưa chia sẻ màn hình với Dạ chị. rõ thầy. Rõ không? Rõ rồi đúng không? Dạ rõ. Có hai Rồi. chiếc hình thầy ơi. Sẻ màn hình. Thầy chưa chia sẻ màn hình lớn. Nhưng mà sao rõ rồi mà. Rồi, tôi chưa chia sẻ màn hình với anh chị mà. Dạ rõ và hình thầy á. Các chị nhìn rõ chưa? Dạ rõ rồi thầy. Các chị ghi lại nha. Nguyễn Việt Khoa, trưởng khoa giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất của trường, điện thoại liên lạc 0903 661271. Đây cũng là số Zalo của tôi. Các anh chị liên lạc thì như vậy liên lạc qua tin nhắn hoặc qua Zalo nha. Không gọi điện thoại. Liên lạc qua tin nhắn hoặc Zalo nhá. Không gọi điện thoại. Bởi vì như vậy là gọi điện thoại hiện nay là nhiều lắm, cho nên tôi không biết ai mà tôi trả lời cả. Cho nên tôi số lạ là tôi cũng không có gọi đâu, trừ bạn Uyên lớp trưởng thôi. Gửi bài cho lớp trưởng hoặc gửi trực tiếp cho tôi qua email nhá, chứ không gửi qua Zalo. Gửi qua Zalo chỉ quá như vậy là thậm chí có khi một lúc xong là nó mất luôn. Đấy, bởi vì tôi không không có như vậy liên không có như vậy là kết bạn thì là một lúc nó mất ngay. Thế cho nên tốt nhất là các anh chị gửi qua như vậy là email cho tôi. Đây. Email nvkhoa@ntt.edu.vn. Rồi các anh chị rõ thế nào? Bây giờ ta đi vào nội dung của bài giảng. Lẽ ra các anh chị học bổ sung nha, lẽ ra các anh chị học bổ sung thì chúng ta phải học tới 60 tiết cơ. Tùy tình theo tình hình có thể học 30, 45 hoặc 60 tiết, nhưng mà cao nhất là tới 60 tiết. Thế cho nên là như vậy do cái điều kiện của các anh chị nó khó khăn và thống nhất, tôi đã thống nhất với phòng liên kết à, chỉ sử dụng có 15 tiết cho các anh chị thôi. Nhưng mà thực ra là cũng không được 15 tiết đâu. Đấy. Cho nên là chỉ sử dụng thời gian rất ngắn cho các anh chị thôi. Và như vậy là trong quá trình làm thì buộc lòng các anh chị phải thực hiện theo hai cái nội dung. Một là làm một bài kiểm tra. Đó là bắt buộc phải có bài kiểm tra thì mới có bài thi. Hai là làm bài thi. Thì bây giờ như vậy là không có thực hành, lẽ ra các anh chị là học thực hành. Thế nhưng bây giờ tôi như vậy là vận dụng thế này thì để cho các anh chị để cho nó phù hợp thôi. Cho nên là học lý thuyết, cả cái bài kiểm tra và bài lý thuyết thì các anh chị đều làm trên giấy. Bài kiểm tra làm riêng, bài giấy làm riêng. Kiểm tra thời gian làm trong phạm vi 15 đến 20 phút thì viết ngắn gọn thôi. Còn như vậy là thi thì kiểm tra trong thi trong phạm vi 60 phút thay thi bằng viết thu hoạch. Đấy. Đấy thì thông báo sẽ để các chị ta nắm được. Thế mà những anh chị nào đi học thì tôi mới cho điểm, còn những chị nào không đi học thì không có điểm đâu. Và các chị rõ chưa nào? Các chị nghe được không ạ? À? Dạ Dạ rõ. dạ rồi ạ. Rồi, chúng ta Một. bắt đầu lên lớp nha. Trước khi vào thì các anh chị nhìn trên màn hình thì chúng ta thấy là từ thời xa xưa đây, quân dân ta đã phải chiến đấu chống lại quân Nguyên Mông, và 3 lần thì quân Nguyên Mông đều bị chúng ta đánh cho tơi bời. Đấy. Thế rồi đây là cái hình ảnh của chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra từ năm 1914 đến năm 1918. Đây là hình ảnh của chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra từ ngày 1 tháng 9 năm 1939 và kết thúc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, 6 năm một ngày.
Đây là hình ảnh chúng ta vận chuyển hàng lên chiến trường Điện Biên Phủ. Và đây là hình ảnh của sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ. Và đây là kết quả, như vậy là ta gọi là bom cũng được, mà thực đây là cái khối thuốc nổ. Chúng ta các anh chị học là cái khối thuốc nổ là 1.000 cân, nhưng thực ra nó có chỉ có 940 cân thôi. Tại đồi A1 Điện Biên Phủ. Đây, chúng ta thấy là như vậy, đáng nhẽ nó phải đánh vào chỗ này cơ, và đúng cái chỗ như tôi chỉ đây này. Thế nhưng mà do ta nhầm, thế cho nên là vào như vậy đào cho nó bị lệch, cho nên là nó ra đến chỗ này. Nhưng bây giờ là cái chỗ này thì thưa các anh chị, đây là những cái ha giao thông hào, và những cái này là bây giờ là bê tông cốt họa thép hết rồi, bê tông vào rồi để làm cho nó khỏi bị sạt lở, để làm cái khu du lịch và giữ lại bảo tồn bảo tàng cho nó tốt. Đây là hình ảnh quân Pháp ra hàng tại Điện Biên Phủ năm 1954. Đây là cái lá cờ này, cờ quyết chiến quyết thắng, không phải lúc 17 giờ 30 phút ngày mùng 5 ngày mùng 7 tháng 5 1954 đâu, mà đây là hôm sau quay lại đấy anh chị ạ. Thế còn cờ rách hết rồi, đến khi mà chúng ta giải phóng vào đây là không có cờ đâu. Đây là cờ hôm sau quay lại đấy, để quay phim á. Đây là hình ảnh quân Pháp xuống tàu tại phòng rút khỏi Việt Nam năm 1956. Đây là hình ảnh ký kết ở Hiệp định Geneva năm 1954. Đấy, nhưng mà lúc này Mỹ không ký Hiệp định Geneva. Mỹ là một trong những bên tham gia dự hội nghị Geneva, nhưng Mỹ đã không ký hội nghị Geneva. Đây là hình ảnh quân Mỹ và xâm lược Việt Nam ngày 8 tháng 3 năm 1965, nó đổ bộ lên cửa biển Đà Nẵng đấy chị, với tinh thần rất là hùng hổ đấy anh chị thấy, ngày 8 tháng 3 năm 1965 đấy. Mang tất cả các loại vũ khí hiện đại đấy. Và đây là hình ảnh ký kết hội nghị Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đây bà Bình của chúng ta đây anh chị. Đây là hình ảnh và cái máy bay trực thăng được, như vậy là một nhà báo nước ngoài chụp lại cái cảnh đây, mà hiện nay cái nhà này vẫn còn đấy các anh chị ạ, vẫn còn đấy, vẫn được lưu lại, vẫn còn, nhưng mà nó thấp bé lắm. À, ở ngay tại Sài Gòn đấy, nó thấp bé thôi, còn xung quanh bây giờ là toàn nhà cao tầng hết rồi, những cái nhà này vẫn được giữ lại. Và cái hình ảnh này là các anh chị xem, nếu khi các anh chị xem bộ phim Giải phóng Sài Gòn đấy, thì chính là Martin rời rời như vậy là đại sứ quán lên cái máy bay này đây, hình ảnh này đây, nhưng mà thực ra là nó không đúng đâu. Đây là hình ảnh lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam, mà đây là tướng Wayne này, tướng Wayne rút khỏi Việt Nam ngày 27 tháng 1, sau khi có hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1 năm 1973, cuốn cờ về nước đây. Và sau này trong cái trận đánh mà như vậy là cuối cùng của chúng ta vào Sài Gòn đấy, thì tướng Nguyen này được Tổng thống Ford cử sang giúp Việt Nam Cộng Hòa từ thú tại Xuân Lộc đấy, phòng tướng Nguyen đấy, nhưng cuối cùng ông ta cũng bỏ chạy. Thì đấy là nói về như vậy những hình ảnh ấy, để nhắc lại với các anh chị là về chiến tranh, về nguồn gốc của chiến tranh. Bài này tôi không lên lớp các anh chị, mà tôi chỉ nhắc lại thôi. Nguồn gốc của chiến tranh đó là gì? Có hai cái nguồn gốc, đó là kinh tế, xuất phát từ kinh tế là tư nhân chiếm hữu về tư liệu sản xuất. Tư nhân chiếm hữu về tư liệu sản xuất dẫn đến như vậy là bóc lột, là dẫn đến sinh ra là các anh chị thấy là như vậy có áp, dẫn đến là áp bức bóc lột. Bởi vì tư nhân chiếm về tư liệu sản xuất thì dẫn đến là sinh ra có giai cấp, sinh ra có giai cấp thì đấu tranh giai cấp dẫn đến bóc lột, dẫn đến như vậy là quá bóc lột thì dẫn đến xã hội, nguyên xã hội. Cho nên nguyên nhân có hai nguyên nhân cơ bản, một là tư nhân chiếm hữu về tư liệu sản xuất, thì đây là nguyên nhân sâu xa, đó là nguyên nhân về kinh tế. Nhưng nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân về xã hội, đó là giai cấp và đối kháng giai cấp. Đấy, giai cấp và đối kháng giai cấp, cho nên đây là cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến như vậy là chiến tranh. Và như vậy là Marx đã nói rồi, nếu như vậy khi còn chiến tranh đấy thì như vậy muốn xóa bỏ chiến tranh không có cách nào khác, thì ta phải xóa bỏ tận gốc. Đấy, nha. Xóa bỏ tận gốc cái như vậy là gì, xóa bỏ tận gốc. Đấy. Xóa bỏ tận gốc hai cái nguồn gốc đó, là xóa bỏ tận gốc cái tư nhân chiếm về tư liệu sản xuất và xóa bỏ cái giai cấp và đối kháng giai cấp. Thế là chính vì vậy chúng ta, các anh chị thấy là kể từ 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đối với Việt Nam, hay là kể từ cách mạng từ tháng 10 năm 1917 ở nước Nga, thì ở nước Nga không còn chiến tranh. Hay như ở Việt Nam chúng ta kể từ 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1945 cho đến nay thì Việt Nam chúng ta không có chiến tranh.
Nhưng mà chúng ta đã phải làm các cuộc kháng chiến kể từ 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến nay, thì ở Việt Nam chúng ta phải làm 4 cuộc kháng chiến. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bởi vì Pháp phải quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Thứ hai là sau khi như vậy, Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam như vậy là vẫn tạm thời dưới như vậy là gì? Cái kiểm soát của như vậy là chế độ thực dân. Đấy. Thì như vậy chờ 2 năm tổng tuyển cử. Nhưng thực tế sau đó thì như vậy Mỹ đã lên máy chém khắp miền Nam để như vậy là gì? Tìm và diệt Cộng sản, dựng lên chiến tranh Liên Phương. Sau đó Mỹ tiếp Thầy tục. ơi, không thấy màn hình thầy ơi, không thấy Đúng rồi, màn tôi hình. chưa nói, chưa có màn hình, đúng rồi. Tôi đang chờ các anh chị xem có anh chị nào, cho nên hiện nay chưa có màn hình. Tôi đang nói với anh chị những nội dung này chưa có màn hình. Đấy. Thế cho nên là như vậy Mỹ lê máy chém khắp miền Nam. Đấy. Để như vậy là gì? Thực cuộc chiến tranh đơn phương, dựng nên như vậy là chính phủ Ngô Bình, Ngô Đình Diệm đấy. Lê máy chém khắp miền Nam để như vậy là gì? Sử dụng chiến thuật là cái đợt như vậy là gì? Thực hiện cái chiến dịch là tắt nước bắt cá hoặc là vét nước bắt cá, tìm và tiêu diệt cộng sản. Đấy. Sau đó như vậy là gì? Bằng đuốc dừa, bằng mõ dừa, bằng như vậy là gì? Tầm vong dừa, nữ tướng Nguyễn Thị Định đã như vậy là lãnh đạo nhân dân tỉnh Bến Tre vùng lên đồng khởi và thắng lợi, cuối cùng đồng khởi lan ra khắp miền Nam, chiến tranh đơn phương của Mỹ Ngụy bị phá sản. Lập tức nó dựng lên cái cuộc chiến tranh đặc biệt, đó là dùng vũ khí và cố vấn quân sự Mỹ, dùng vũ khí và cố vấn quân sự Mỹ và dùng người Việt Nam để như vậy là thực hiện cuộc chiến tranh đặc biệt từ năm 1960 cho đến năm 1964. Chúng ta cũng đánh cho như vậy là cái làm cho nó tan rã cái chiến tranh đặc biệt này. Và ngày 8 tháng 3 năm 1965, Mỹ thực hiện đổ bộ quân vào Việt Nam, lúc cao nhất cả quân Mỹ, quân chư hầu vào Việt Nam tới 60 vạn. Các anh chị nhớ là tới 6, trên 60 vạn. Đấy. Để như vậy thực hiện cuộc chiến tranh như vậy là lúc này là cuộc chiến tranh cục bộ. Để như vậy là gì? Để như vậy là gì? Hòng tiêu diệt cách mạng nước ta, muốn biến miền Nam nước ta trở thành thuộc địa, trở thành cái thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới. Và sau khi chúng ta thấy là chúng ta đã mở đường cho như vậy là gì? Mỹ rút quân bằng cái việc mà như vậy là chỉ tổ chức ra hội nghị Paris, và vừa là các anh chị thấy từ năm 1964 đến năm 1968 mở đường để cho Mỹ rút quân khỏi danh dự. Và các anh chị nhớ lại bác là chúng ta đã nói rằng Mỹ sẽ thua, nhưng chỉ thua trên bầu trời Hà Nội. Cho nên nó đã sử dụng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội 12 ngày đêm. Và chúng ta đã Mỹ chiến thắng của chúng ta coi như là Điện Biên Phủ trên không. Trong 12 ngày đêm ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có phải 5 máy bay cánh cụt cánh xòe F-111, đặc biệt là 34 máy bay B-52, tức là pháo đài B-52, cái con ngáo ộp của Mỹ đem dọa khắp thế giới. Thì đến Việt Nam chúng ta bắn rơi trực tiếp B-52 rơi ngay tại làng Hoa Học Hạm Hà Nội. Và buộc lòng ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Lý Sơn phải tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc, và ngày 27 tháng 1 năm 1973 thì ký Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đấy, như vậy chúng ta thấy sau đó thì như vậy tiếp tục là đến như vậy là gì? Việt Nam hóa chiến tranh từ năm 1968 cho đến năm 1975, 1972 đến năm, xin lỗi, từ 1972 cho đến 1975. Như vậy chúng ta thấy đây là cái 4 cái cuộc chiến tranh mà chúng ta đã như vậy là giành được thắng lợi. Như vậy qua đó để chúng ta thấy là chiến tranh nó xuất phát từ như vậy là gì? Từ miền kinh tế, từ miền kinh tế. Thế rồi như vậy là gì? Từ như vậy là giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vậy thì hiện nay ở Ukraine, tôi xin nói với chị, vậy thì tình hình Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga sử dụng lực lượng vũ trang của mình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào Ukraine. Thì chúng ta thấy rõ ràng Nga tuyên bố không xâm lấn, như là không xâm lược Ukraine, mà chỉ như vậy đưa quân vào và sử dụng vũ khí công cao nhằm làm gì? Phi quân sự hóa lực lượng vũ trang của Ukraine, muốn y của Ukraine phải trở thành một nước trung lập, không thân, không theo như vậy là gì? Để như vậy Ukraine không vào NATO, không vào như vậy là không được như vậy là vào NATO, và không vào như vậy Liên minh châu Âu. Để như vậy là gì? Thật sự không là cái như vậy là gì mà cái nơi để chứa vũ khí của như vậy là gì? Khối Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO đấy, và Liên minh châu để chống lại nước Nga. Đấy, thì chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh nó khác, nhưng mà xuất phát, các anh chị thấy cũng xuất phát từ từ đâu?
có phải xuất phát từ nhân dân Ukraine không? Thực ra các anh chị thấy hiện nay cái đó là như vậy này. Nhân dân Ukraine và lực lượng Ukraine là như vậy, là phải như vậy là gì? 30 năm nay các anh chị nhớ, khi mà nó dùng chiến lược diễn biến hòa bình, lát nữa tôi cái bài này tôi sẽ hướng dẫn chị. À, dùng chiến lược diễn biến hòa bình, nó làm tan rã Đảng Cộng sản Liên Xô, làm tan rã nhà nước Cộng hòa, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Trong đó Ukraine tách ra, Ukraine là nước lớn thứ hai sau Nga thôi, sau Nga, và là lớn nhất ở như vậy châu Âu. Đây, chúng ta thấy ở khu châu Âu. Đấy thì như vậy là trong suốt cả cái quá trình đó, thì bây giờ 30 năm vừa rồi thì các chị theo dõi người dân Ukraine sống như thế nào. Nó cứ nay nó bảo như vậy là kết nạp vào như vậy NATO, nay mai nó bảo kết nạp vào châu Âu, nhưng nó có kết nạp đâu. Mà nó cứ làm như thế thôi, để mục đích của nó như vậy để nó kiềm chế Nga. Đấy, tất cả đều cuối cùng các anh chị thấy cũng đều vì kinh tế cả. Đấy, nó kiềm chế sức mạnh của Nga. Đấy, và ngay đến bây giờ như vậy là gì? Sau khi Nga ngày 24 tháng 2 thì lập tức nó bao vây cấm vận Nga. À, phải chúng ta thấy rõ ràng là nhân dân Ukraine là chịu cái đau khổ nhất, đau khổ nhất. Chúng ta không ủng hộ, các anh chị nhớ là không ủng hộ chiến tranh, bởi vì máu đã chảy thành sông, xương chất thành núi, chúng ta mới có những cái cuộc sống như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta không ủng hộ chiến tranh, nhưng mà chúng ta không không ủng hộ Nga, nhưng chúng ta cũng không không bênh như vậy là gì, bênh như vậy là Ukraine. Mà chúng ta thấy cả hai đều như vậy là như thế là không đúng. Cho nên vừa qua tại Đại hội đồng Liên Quốc chúng ta đã bỏ phiếu trắng. Đấy, đấy thì như thế, để các anh chị có điều kiện để tìm hiểu thêm. Đấy, rõ các anh chị để tìm hiểu thêm. Và bây giờ muốn nghe thì các anh chị phải theo dõi cái lượng thông tin đại chúng, tức là dựa trên cái thông tin của như vậy là gì, Thông tấn xã Việt Nam, trên đài phát thanh và truyền hình của chúng ta, đừng theo cái như vậy là gì, dù theo cái thông tin của như vậy là gì, bây giờ nó nhiều loạn thông tin lắm. Đấy, nay nó nói thế này, mai nó nói thế khác, rất là khó. Cho nên chúng ta phải lựa chọn và theo cái thông tin đại chúng. Đấy thì tôi xin lưu ý với các anh chị như vậy để chúng ta nắm cho nó chắc. Bây giờ ta đi vào cái nội dung. Rồi các chị nhìn rõ màn hình chưa ạ? Dạ rõ dạ thầy rõ rồi thầy Rồi, ạ. bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu
Cái bài này là bài trọng tâm đây, và bài hiện nay là các anh chị như vậy là toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đang phải tập trung như vậy là để thực hiện trong tất cả nhiều cái nội dung, nhưng trong có cái nội dung là phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy như vậy là trong có rất nhiều nội dung, nhưng trong cái nội dung này kẻ địch đang tập trung chống phá chúng ta một cách điên cuồng bằng nhiều biện pháp, nhưng trong đó cái diễn biến hòa bình nó đang đã và đang làm. Thì các anh chị thấy là cuối những năm của như vậy là thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21, thì Mỹ đã thành công dùng chiến lược diễn biến hòa bình, đã thành công phá tan Đảng Cộng sản Liên Xô và các nhà nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Đấy. Thế rồi như vậy là gì? Làm cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã sụp đổ, làm cho chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào. Đấy. Đấy. Và nó rêu rao rằng như vậy là chủ nghĩa xã hội và lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin là đẻ non cái này thế khác. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy hiện nay kẻ địch đang tập trung chống phá như thế, và đối với chúng ta, đất nước chúng ta thì kể từ khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ, nhưng ta vẫn đứng vững trên cái như vậy đôi chân của mình và bước những bước dài thực hiện cái công cuộc đổi mới thành công. 35 năm qua công cuộc đổi mới của đất nước ta như thế nào? Thì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, lần thứ 13, đặc biệt lần thứ 13 đã đánh giá 35 năm đổi mới. Diện mạo của đất nước chúng ta đã thay đổi rõ rệt. Đấy. Và chúng ta đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Các anh chị nhớ là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đấy. Thế cho nên là chúng ta học cái bài này để như vậy, đặc biệt là đối với các anh chị thì hiện nay đang ở các cơ quan, chúng ta thấy là như vậy là càng phải làm tốt cái nội dung này hơn. Thế cái bài này thì tôi trình bày với các anh chị như vậy một số nét chính như sau, là giúp cho các anh chị hiểu thêm, hiểu sâu sắc thêm về âm mưu thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc đối với cách mạng Việt Nam và quốc tế. Có nghĩa không phải chỉ đối với chúng ta đâu các anh chị, mà cả với thế giới nữa. Đây là nắm được các biện pháp chủ yếu. Khi chúng ta đã biết rồi thì các anh chị biết là biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Cho nên chúng ta biết được thì phòng chống diễn biến hòa bình cho tốt. Để làm gì? Xây dựng lòng tin. Bởi vì chúng ta thấy là có niềm tin thì có tất cả, mất niềm tin thì mất hết. Cho nên phải xây dựng niềm tin, quyết tâm đánh bại diễn biến hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta. Thì đấy là về cái bài này thì giúp cho các anh chị một số như vậy. Chúng ta nhớ là như vậy là gì? Chính vì vậy mà ngay tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7 giữa nhiệm kỳ, tức là 1994 đấy các chị, Đảng ta đã xác định rồi, nước ta phải đối mặt với bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là tụt hậu sân về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nguy cơ thứ hai là chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Nguy cơ thứ ba là suy thoái về đạo đức lối sống dẫn đến tham ô tham nhũng. Nguy cơ thứ tư là diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Và đến Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ 12, 13 thì Đảng ta không gọi là bốn nguy cơ nữa, nhưng đã xác định không thể coi thường một nội dung nào. Đấy. Thì cách đây khoảng 30 năm thì các anh chị thấy như vậy là 3 40 năm thì chúng ta thấy là nói đến chuyện như vậy diễn biến hòa bình thì mọi người là và mấy ông quân đội ông nghĩ ra mà cái làm gì có diễn biến hòa bình. Nhưng mà sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã sụp đổ thì cho chúng ta thấy cái điều đó là có thật. Thế bây giờ chúng ta đi vào nghiên cứu cụ thể như sau. Trước hết chúng ta nhận thức chung về diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ và gây rối, chúng ta phải hiểu khái niệm đó. Vậy thì diễn biến hòa bình là gì? Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự. Vì các anh chị không có tài liệu đấy, thế cho nên là tôi như vậy là trong quá trình trình bày thì tôi chậm để các anh chị có thể ghi chép hoặc là chụp hình lại, những cái nội dung này đều được cả nha. Diễn biến hòa bình là gì? Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự. Đấy, đây là cái khái niệm đấy, mà chủ nghĩa đế quốc đặt ra đấy. Đặc trưng của nó là gì? Dùng các biện pháp phi quân sự để chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có nghĩa là dùng biện pháp quân sự, có nghĩa là không dùng chiến tranh. Chiến tranh bây giờ chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta như vậy là phải kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quay lại xâm lược nước ta một lần nữa mất 9 năm. Phải làm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 20 năm. Chiến tranh bảo vệ phía biên giới phía Tây Nam 4 năm. Thực ra như vậy ở miền Nam của chúng ta và đất nước chúng ta chỉ được hòa bình có 3 ngày thôi, anh chị nhớ có 3 ngày thôi.
30 tháng 4 năm 11, 10 giờ 30. Ngày 30 tháng 4 xe tăng chúng ta đã húc đổ tung cánh cửa Dinh Độc Lập. Nhưng đến 11 giờ 30 thì Tổng thống Dương Văn Minh mới tuyên bố đầu hàng vì lý do kỹ thuật. Phải đi gọi nhân viên kỹ thuật đến người ta mới mở đài, các thứ ra mới làm được. Thì 11 giờ 30 mất 1 tiếng. Cái 10 giờ 30 ta đã có mặt ở như vậy là Dinh Độc Lập rồi. Đấy. Thì như vậy là gì? Ngày mùng 2, tức là ngày 34 thì phải mất mùng 1, mùng 2 chúng ta mới hoàn toàn giải phóng toàn bộ tỉnh, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy chúng ta được hòa bình được ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, Pol Pot được Syria nổ súng đánh bắc đảo Phú Quốc của chúng ta. Và sau như vậy 2 ngày sau, nói như vậy là gì, dồn toàn bộ 500 đồng bào chúng ta ở như đảo Thổ Chu nó giết không còn ai. Như vậy chúng ta chỉ hòa bình được có 3 ngày thôi, và chúng ta phải làm cuộc kháng chiến chống Pol Pot ở biên giới Tây Nam mất 4 năm. Kể từ như vậy là ngày mùng 7 tháng 5 1975 cho đến ngày 23 tháng 12 năm 1978, ta như vậy mở cuộc tổng tiến công đẩy sâu quân địch về, lui về biên giới của nó 20-25 km, tạo điều kiện cho như vậy là gì, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Mặt trận Cứu quốc Nhân dân Campuchia đứng lên để như vậy kêu gọi nhân dân Việt Nam và thế giới ủng hộ đánh đổ bọn Pol Pot Israel. Đấy, chúng ta mất 4 năm. Nhưng vào trong thời điểm này các chị nhớ là như vậy là gì? Bắt đầu vào ngày 17 tháng 2 năm 1919, Tập đoàn Bành Trướng Trung Quốc đã như vậy là gì? Nói dạy cho Việt Nam một bài học. Nhưng thực chất như vậy là muốn như vậy là 12 giờ trưa ngày 17 tháng 2 năm 1919 nó sẽ đánh chúng ta, và với cái điều kiện bây giờ phương tiện giao thông hiện đại như thế thì 12 giờ trưa ngày hôm đó nó có mặt tại thủ đô Hà Nội. Mục đích là nó chiếm đất nước ta đấy chứ. Bởi vì lực lượng của chúng ta lúc này ở như vậy là gì? Ở trong miền Nam hết, ở Campuchia hết. Đấy, thế như thưa các anh chị, nó có làm gì được đâu. Chỉ có tự dân quân tự vệ thôi, chỉ có dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và lực lúc bây giờ là chưa gọi là bộ đội biên phòng mà gọi là lực lượng bộ đội võ trang, và chúng ta đã đánh cho nó tơi bời. Ngày đầu tiên chúng ta tiêu diệt 280 86 chiếc xe trong tổng số 5 chiếc xe, 500 chiếc xe của nó. Và như vậy là gì? Chỗ sâu nhất nó vào được 60 km thôi. Đến khi ta tuyên bố tổng động viên thì ngày 26 tháng 3 năm 1979 họ tuyên bố rút quân. Nhưng thưa các anh chị, chúng ta phải giúp nhân Campuchia kéo dài thời gian từ năm 1979, từ ngày 7 tháng 1 năm 1979 đến tháng 10 năm 1989, 10 năm. Và chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1919 nó đánh chúng ta, và ngày 26 tháng 3 nó rút quân. Nhưng thực ra chúng ta cũng phải đương đầu những trận đánh lớn năm 84, 85, 87 và đặc biệt năm 89. Trận đánh cuối cùng mới kết thúc chiến tranh biên giới phía Tây Bắc, ở phía Bắc đấy các anh chị. Như vậy, đó là như vậy là quân sự, đó là dùng quân sự. Thế còn bây giờ nó lại không dùng quân sự nữa. Đấy, nó không dùng quân sự. Các anh chị thấy, nó đã làm tan rã Đảng Cộng sản Liên Xô, tan rã các nhà nước Xô Viết, và như vậy làm cho Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết tan rã, làm cho các nước xã hội chủ nghĩa đâu tan rã sụp đổ. Và đây bây giờ chúng ta thấy rõ ràng ở Ukraine đấy, các anh chị thấy rõ ràng Ukraine 30 năm qua các anh chị thấy đấy. Đấy, nó đang dùng biện pháp phi quân sự đấy, để chống độc lập dân tộc, chống lại nhà nước của Ukraine đấy. Đấy là nhà nước Ukraine đi theo nó đấy. Thế đồng thời như vậy là gì? Để làm như vậy là gì? Làm như vậy là suy yếu nước Nga. Đấy, suy yếu nước Nga. Thế rồi các anh chị thấy Syria có phải chủ nghĩa xã hội đâu, Libya có chủ nghĩa xã hội đâu, Iran, Iraq cũng chủ nghĩa xã hội đâu, Afghanistan có chủ nghĩa xã hội đâu. Thế mà nó vẫn tìm mọi pháp để nó chống. Đây. Cho nên đặc trưng là dùng các biện pháp phi quân sự để chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vậy thì năm nội dung chính của chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Một là kết hợp phi quân sự với răn đe quân sự ngầm chống phá từ bên trong. Đây. Là kết hợp phi quân sự với răn đe quân sự ngầm chống phá từ bên trong. Thứ hai là gì? Thành lập các tổ chức chính trị đối lập, núp bóng danh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Đấy. Thành lập các tổ chức chính trị đối lập, núp bóng danh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để như vậy là chống phá. Thứ ba là với quan điểm thống lĩnh, 1 đô la chi cho tuyên truyền ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng. Các anh chị thấy là 1 đô la chi cho tuyên truyền ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng, bởi vì chi cho quốc phòng phải có vũ khí trang bị và đặc biệt là con người. Các anh chị nhớ là một
lái được chiếc máy bay B-52 để ném bom xuống thủ đô Hà Nội có 7 tên phi công anh chị. À, xin lỗi là một chiếc máy bay nó có 6 tên phi công anh chị. Có 6 tên đấy. Cho nên có hôm chúng ta một đêm chúng ta bắn rơi 7 chiếc máy bay. 7-6-42 thằng. Thì như vậy là có tới như vậy là gì? 30 thằng chết. Còn 12 thằng như vậy là bị bắt đưa vào Hinh Tân Hà Nội. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, cho nên nó chỉ xác định là 1 đô la chi tiêu tuyên truyền ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng là như vậy. Thứ tư là kích động các mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc, kích động các mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc, và các anh chị thấy nó kích động mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc của Việt Nam chúng ta, đó là gì? Ở Tây Bắc nó bảo như vậy là giàng tức là vua đấy, giàng về giàng cho tất cả, chả phải làm gì cả. Thế rồi ở như vậy Tây Nguyên đấy. Rồi như vậy là gì? Nó bảo Tây Nguyên đấy là như vậy là nó bảo người Kinh lên lên Tây Nguyên hết rồi, đuổi hết như vậy là đồng bào về vùng sâu vùng xa rồi đấy, tôn giáo sắc tộc đấy. Rồi như vậy là ở miền Khmer Nam Bộ, Khmer Cửa Đông. Thế rồi bây giờ nó thêm như vậy là ở như vậy là khu vực như vậy Bình Thuận Ninh Thuận nữa là người Chăm đấy, nó kích động các mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc. Mà Việt Nam chúng ta là như vậy, các anh chị biết là một một như vậy quốc gia có 54 dân tộc anh em, 54 dân tộc anh em này như vậy là từ ngàn từ từ khi dựng nước dựng nước đến bây giờ chưa bao giờ đánh nhau cả. Việt Nam có nội chiến từ thời các anh chị nhớ là loạn 12 sứ quân là nội chiến, Trịnh Nguyễn phân tranh là nội chiến. Thế như đấy là nội chiến là gì? Tranh giành quyền lực thôi, chứ còn các dân tộc 54 dân tộc chưa bao giờ đánh nhau cả. Việt Nam là một một quốc gia có nhiều tôn giáo, đa tôn giáo đấy các anh chị. Đấy, hiện nay chúng ta có như vậy 16 tổ chức tôn giáo lớn hoạt động, có hơn 8 triệu tín đồ tất cả. Thế nhưng mà không bao giờ như vậy tranh giành, chưa bao giờ như vậy là tranh giành như vậy là tôn giáo đấy, vân vân. Đây là thế mà vừa rồi còn nó làm đấy các anh chị. Chúng ta nhớ lại năm 2001 bạo loạn đã xảy ra Tây Nguyên, năm 2004 cũng xảy vẫn bạo loạn vẫn xảy ra Tây Nguyên, và đến năm 2011 nó xảy ra ở Mường Nhé, tháng 1 và tháng 5 năm 2011 xảy ra ở Mường Nhé, Điện Biên đấy. Thứ năm là khai thác những khó khăn sai sót của nhà nước, tạo sức ép từng bước thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền cho phe đối lập đấy, khai thác những khó khăn sai sót của nhà nước, tạo sức ép từng bước thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền cho phe đối lập. Mà như vậy điển hình nhất chúng ta thấy đó là gì? Ở các nước sau chủ nghĩa Đông Âu, Liên Xô cũng nước sau chủ nghĩa Đông Âu đấy. Thế rồi như vậy là ở như vậy là một số nước chúng ta thấy như vậy là 54, rồi Libya đấy, rồi Iraq đấy, vân vân đấy. Cho nên chúng ta thấy nó khai thác những khó khăn sai sót của nhà nước, tạo sức ép để từng bước thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền cho phe đối lập. Đấy là năm cái, nhắc lại năm cái nội dung chính của diễn biến hòa bình. Một là kết hợp phi quân sự với răn đe quân sự ngầm chống phá từ bên trong. Hai, thành lập các tổ chính trị đối lập núp bóng danh nghĩa tự do dân chủ nhân quyền tôn giáo dân tộc. Thứ ba là với quan điểm thống lĩnh 1 đô la chi tiêu tuyên truyền ngang với 5 đô la chi tiêu quốc phòng. Thứ tư là kích động các mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc. Thứ năm là khai thác những khó khăn sai sót của nhà nước, tạo sức ép từng bước thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền cho phe đối lập đấy. Cho nên chúng ta thấy cái đó diễn biến hòa bình đã xảy ra Đông Âu và Liên Xô thì tôi đã nói với anh chị rồi. Đây là khái niệm về diễn biến hòa bình. Vậy thì bạo loạn lật đổ là gì? Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, tức là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động gây rối trật tự an ninh xã hội nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Các anh chị nhớ đây là cái khái niệm này là hành động chống phá bằng bạo lực nhé. Đấy. Có tổ chức của lực lượng phản động gây rối trật tự an ninh xã hội nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Diễn biến hòa bình chúng ta thấy nó là dùng cái biện pháp phi quân sự, chứ còn đây là nó có tổ chức này, nhằm làm gì? Nhật lật đổ chính quyền này. Vậy thì cái hình thức của nó là như thế nào? Chúng ta thấy có ba cái hình thức. Một là bạo loạn chính trị, bạo loạn chính trị không có vũ khí. Thứ hai là bạo loạn chính trị, hai là bạo loạn vũ trang. Thứ ba là bạo loạn chính trị kết hợp với bạo loạn vũ trang. Như vậy
Thông thường là nó sử dụng cả hai loại, bao loại chính trị với bao loại vũ trang kết hợp với nhau. Đấy. 2001, 2004 ở Tây Nguyên, 2011 ở Tây Bắc. Cho chúng ta thấy là ba loại chính trị và ba loại vũ trang chúng ta là diễn ra Việt Nam, anh chị ạ. Vậy thì chúng ta thấy là bao lần là đổ thường phối hợp, bao lần là đổ thường phối hợp thông hành với diễn biến hòa bình. Ngược lại diễn biến hòa bình cũng bao điện thời cơ là tiền đề cho bạo loạn lật đổ thực hiện. Anh chị thấy bạo loạn lật đổ, bạn nào tắt mic đi. Bạo loạn lật đổ thường phối hợp song hành với diễn biến hòa bình, diễn biến hòa bình tạo điều kiện thời cơ là tiền đề cho bạo loạn lật đổ thực hiện. Nó đều có cùng chung một bản chất, đó là phản cách mạng, làm gì chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bạo loạn lật đổ là kết hợp với nhau chứ nó không không riêng cái chuyện bạo loạn lật đổ với diễn biến hòa bình thường kết hợp với nhau, nó đều có cùng chung một bản chất, đó là phản cách mạng, chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhưng chúng ta cũng đừng quên, gây rối là gì? Gây rối là hành động quá khích của một số người, làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội ở một khu vực thường hẹp trong thời gian ngắn. Cho nên chúng ta vẫn cứ coi thường, vẫn chủ quan, cho rằng cái như vậy là gì? Cái gây rối này, nó là chả cái gì cả. Nó như con dán đấy mà. Đập cái chết ngay. Dạ như thường các anh chị, không đơn giản chút nào đâu. Bởi vì chỉ đơn giản thôi, một thôn mà loạn, một thôn mà như vậy là gì, gây rối, thì một xã loạn, một xã loạn thì một huyện loạn thì một tỉnh loạn thì một như vậy là cả quốc gia loạn. Các anh chị thấy như vậy là không cần phải gây rối, nó gây cái mà loạn nhé, tình căng thẳng thôi. Các anh chị cứ nhớ là khi cái dịch Covid-19 nó bùng phát ở Vũ Hán, xong nó bắt đầu như vậy vào tháng 12 nó bùng phát ở như vậy là gì, ở Vĩnh Phúc của chúng ta, làm như cả nước xôn xao đấy. Chúng ta thấy chỉ cần như thế thôi đấy, gây như vậy này. Cho nên như vậy chúng ta thấy, ví dụ tôi chỉ lấy một cái nhỏ thôi, cho nên là như vậy chứ đấy là không phải này, đấy là dịch bệnh thôi chứ chưa phải gây rối. Gây rối thì còn nguy hiểm hơn nữa đấy. Thế chúng ta nhớ lại cái vụ gây rối ở như vậy Bình Thuận năm 2017, nó toàn dùng cái trẻ em thôi, ra chặn xe, rồi đốt xe, đập cửa xe. Ấy trẻ em như vậy là gì? Cái trẻ em đó như vậy là gì? Là cái chị thấy là như vậy là gì? Không, đây. Chưa đủ đấy, chưa đủ tuổi vị thanh niên, nó gây ra như thế đấy. Đây. Đấy, thế thì hành động quá khích của một số người, vậy thì nó diễn ra như thế nào? Đặc điểm gây rối có ba thứ: một là gây rối thường diễn ra tự phát, hai là do phần tử chống đối kích động, thứ ba là lôi kéo quần chúng quá khích hiếu kỳ. Đấy. Một là gây rối thường diễn ra tự phát, hai là do phần tử chống đối kích động, ba là lôi kéo quần chúng quá khích hiếu kỳ tham gia. Các anh chị nhớ đây là tập dượt mở màn làm cơ sở cho bạo loạn lật đổ thực hiện. Đấy. Nha. Cho nên tập dượt mở màn làm cơ sở cho bạo loạn lật đổ thực hiện. Vậy thì cái biểu đồ tóm lược của diễn biến hòa bình như sau. Mầm mống phát sinh từ gây rối. Gây rối dẫn đến bạo loạn lật đổ. Bạo loạn lật đổ với diễn biến hòa bình nó phối hợp với nhau để làm gì? Lật đổ chính quyền. Lật đổ chính quyền đâu? Ở các nước xã hội chủ nghĩa, ở các quốc gia có nền độc lập dân tộc không theo vào công thân Mỹ. Đấy, thì đấy là biểu đồ tóm lược của khái niệm diễn biến hòa bình. Mầm mống phát sinh từ gây rối, gây rối dẫn đến bạo loạn lật đổ, bạo loạn lật đổ với diễn biến hòa bình có cùng chung một bản chất phản cách mạng nhằm lật đổ chính quyền, lật đổ chính quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa và các quốc gia có nền độc lập dân tộc. Thì đấy là chúng ta thấy cái biểu đồ tóm lược của diễn biến hòa bình là như vậy. Vậy thì quá trình hình thành và phát triển của chiến lược diễn biến hòa bình nó diễn ra như thế nào? Một giai đoạn một là sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 1945, tức là đấy tôi trình bày cho các chị thấy là bắt đầu chiến tranh thế giới lần thứ nhất kéo dài trong 4 năm 1914-1918, một nước xã hội chủ nghĩa ra đời. Giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ hai kéo dài trong 6 năm một ngày,
Liên Xô tiêu diệt cái phát xít Đức, Ý, Nhật, cứu là người thoát khỏi hoại diệt chủng của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Như vậy dân tộc Việt Nam chúng ta cũng xin nhắc lại với các anh chị, trên thế giới này, thế giới phải như vậy biết ơn hai dân tộc Nga. Giai đoạn thứ nhất là cứu loài người thoát khỏi họa, như vậy là diệt chủng của phong kiến. Thời như vậy là gì? Nga Hoàng ấy. Cũng cứu loài người. Bởi vì cái thời điểm đó như vậy là nhưng Nga đã như vậy là cứu loài người thoát khỏi cái như vậy là gì? Họa diệt chủng của như vậy là gì? Phong kiến, đúng không? Làm bá chủ thế giới. Và đến chiến tranh thế giới lần thứ hai thì như vậy là gì? Cứu loài người thoát khỏi họa diệt chủng của phát xít Đức, Ý, Nhật. Còn dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân dân thế giới cũng phải thừa nhận rằng, cũng phải cảm ơn nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã cứu loài người thoát khỏi họa diệt chủng của quân Nguyên Mông. Bởi vì cái thời điểm đó quân Nguyên Mông khi tung vó ngựa khắp trời Âu với thanh kiếm và con ngựa, thế thôi, đi đâu tàn sát đấy đó. Nhân dân châu Âu chỉ biết chắp hai tay lại với nhau, ngửa mặt lên trời cầu thánh Allah chờ chết. Và đến thời đại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cuộc cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quay lại nước ta xâm lược lần nữa, làm cho như vậy với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, làm cho như vậy là toàn bộ hệ thống của chủ nghĩa thực dân cũ bị phá sản, phá sản. Và đến làm tiếp tục 20 năm của kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì nhân dân chúng ta không nói, chúng ta không nói, nhưng mà thế giới nói rằng thời đại Hồ Chí Minh nhân dân Việt Nam đã làm thay đổi bản đồ thế giới. Thay đổi bản đồ thế giới thì các chị thấy bản đồ thế giới nó vẫn nguyên thế, có gì thay đổi đâu. Nhưng bây giờ chúng ta không còn nhìn thấy ở đâu là bóng dáng của chủ nghĩa thực dân mới, cũng chẳng còn bóng dáng của chủ nghĩa thực dân cũ. Đấy, chúng ta tự hào lắm chứ. À, tự hào. Như vậy thì giai đoạn 1 sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 năm 1945, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ rút ra bài học, nếu chỉ dùng quân sự đơn thuần thì không thể đánh thắng chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới được. Nó khẳng định như vậy, bởi vì chiến tranh thế giới một nước xã hội chủ nghĩa ra đời. Chiến tranh thế giới lần thứ 2, hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa ra đời, trong đó có Việt Nam chúng ta. Đấy, thì nó kết luận rút ra kết luận như vậy. Chúng đề ra biện pháp đánh phá toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao vân vân nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội từ bên trong. Đấy. Ngày 22 tháng 12 năm 1946, Mỹ lập kế hoạch chống phá Liên Xô toàn diện, bao vây quân sự, cấm vận kinh tế, cô lập chính trị, ngoại giao, dùng vũ lực để can thiệp. Đấy, dùng vũ lực để can thiệp. Năm 1949 và 1950, Mỹ chi 50 triệu đô la cho chiến tranh tâm lý. Năm 1949, Mỹ lập Ủy ban Châu Tự Do, có đài phát thanh Châu là Tự Do. Cho nên Châu là do Mỹ dựng lên đấy các anh chị. Châu do Mỹ lập ra đấy chứ. Bởi vì năm 1949, 50, Mỹ chi 50 triệu đô la cho chiến tranh tâm lý mà. Là triệu, cho châu Âu đấy. Mỹ lập ra Ủy ban Châu Tự Do, có đài phát thanh Châu Tự Do. Và như vậy khi cái đợt vừa rồi chúng ta thấy như vậy là khi mà cuối những năm 80 90 của thế kỷ 20, Liên Xô của nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã sụp đổ, thì cái nó ghi cái công đầu tiên cho đài phát thanh Châu Tự Do. Và bây giờ nó đang chuyển cái đài phát thanh Châu Tự Do sang cái đài châu Á Tự Do. Nó nói đủ thứ tiếng cả. Riêng Việt Nam chúng ta các anh chị mở ra bất cứ lúc nào cũng có thứ tiếng. Đủ của tiếng của các dân tộc. Từ dân tộc như vậy Kinh đến dân tộc Edevana, những cái dân tộc nào mà có tiếng nói chữ viết thì nó có hết. Đấy. Năm 1960, Kennedy ra chiến lược mũi tên và cành ô liu. Đến năm 70 thì Nixon chủ trương cây gậy và củ cà rốt. Đây là cái giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn 2, những năm 80 thì các nước xã hội chủ nghĩa cải tổ mắc một số sai lầm thì lợi dụng và tăng cường dùng diễn biến hòa bình chống phá. Và đặc biệt chúng ta thấy cái cải tổ cải cách luồn chui sâu leo cao, góp vào chốt là một, như vậy là tên gián điệp được Mỹ gài cắm vào, chui sâu leo cao để phá tan Đảng Cộng sản Liên Xô và nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đấy các anh chị. Trong đó có nhiều Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết và Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, có nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là góp vào chốt. Năm 1988, Nixon viết cuốn 1999 chiến thắng không cần chiến tranh là cơ sở để hoàn chỉnh diễn biến hòa bình về mặt lý luận. Ở cái nội dung này các anh chị thấy trước đây thì rất là khó, nhưng bây giờ chúng ta có điện thoại thông minh rồi. Các anh chị gõ ngay bây giờ, các anh chị gõ cốc 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 1999 chiến thắng không cần chiến tranh
nó ra ngay. Đó là cái tài liệu của Nixon viết năm 1988. Đây là cơ sở hoàn chỉnh diễn biến hòa bình về mặt lý luận. Và đến ngày 12 tháng 5 năm 1989, Tổng thống Bush tuyên bố Nhà Trắng đã hoàn chỉnh một chiến lược mới để tiêu diệt chủ nghĩa xã hội mà không cần chiến tranh. Đó là chiến lược diễn biến hòa bình. Trên cơ sở cuốn sách của Nixon viết là 1959 chiến thắng không cần chiến tranh, thì đến ngày 12 tháng 5 năm 1989, Tổng thống Bush tuyên bố Nhà Trắng đã hoàn chỉnh một chiến lược mới để tiêu diệt chủ nghĩa xã hội mà không cần chiến tranh. Đó là chiến lược diễn biến hòa bình. Đầu thập niên 90 thì các nước xã chủ nghĩa Đông Âu tan rã. Tổng thống Mỹ Bush ra học thuyết vượt trên ngăn chặn. Thế là không, bây giờ không còn con cáo và chùm nho, không còn như vậy là cành mũi tên cành ô liu, không còn như vậy là như vậy là cây gậy của cà rốt nữa, mà vượt trên ngăn chặn luôn. Và các chị nhớ là trong nước Mỹ là qua cả hai cha con đều làm tổng thống đó. Thì sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, tổng thống Mỹ Bush, tức là Bush con ấy, lấy danh nghĩa là chống khủng bố quốc tế ra chiến lược đánh đòn phủ đầu. Còn trên tài của vượt trên ngăn chặn cơ. Bố thì mới đề ra là vượt trên ngăn chặn thôi. Nhưng con là đưa ra chiến lược đánh đòn phủ đầu luôn. Can thiệp quân sự vào các nước chống lại lợi ích của Mỹ hoặc không thân Mỹ. Chúng ta thấy là Kosovo này, Nam Tư này, đấy, Iraq này, đấy. Rồi như vậy là gì? Afghanistan này. À, thưa các chị, Afghanistan như vậy là gì? Có liên quan gì đến Mỹ? Bởi vì như vậy tổng, bởi vì như vậy là gì? Như vậy là Bin Laden là người của Afghanistan. Như ai đào tạo? Mỹ đào tạo đấy chứ. Mỹ đào tạo Bin Laden đấy chứ. Mỹ xây dựng căn cứ trên đất nước Afghanistan để đào tạo Ankara đấy chứ. Rồi như vậy năm chiếc máy bay lao vào như vậy, hai chiếc lao vào như vậy là gì? Lao vào tòa tháp đôi, làm sập tòa tháp đôi. Một chiếc lao vào như vậy nhà Quốc hội Mỹ, một chiếc lao vào tòa Nhà Trắng, còn một chiếc là bị như vậy là người ta phát hiện được, cho nên là tranh nhà, cho nên nó rơi xuống cánh đồng đây. Năm chiếc ấy. Thì năm chiếc đó là ai? Afghanistan có đào tạo được phi công đâu, phi công do Mỹ đào tạo hết đấy chứ, lái những máy bay chiếc đó là do Mỹ đấy chứ. Các anh chị nhớ lại sự kiện ngày 12 tháng 8 năm 1964, Mỹ dừng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Đó là như vậy là Mỹ cho là vu khống cho Việt Nam đánh tàu khu trục Mã Đốc ở như vậy là gì, ngoài vùng biển quốc tế. Nhưng thưa các anh chị là mình làm sao tàu nào ra được ngoài biển vùng biển quốc tế? Ba cái tàu phóng lôi của chúng ta bé con, trong lúc cái tàu như vậy là gì, tàu khu trục Mã Đốc nó cao lực lưỡng như cái tòa nhà 5 tầng ấy, nó vào sâu trong như vậy là trong trong đất liền của chúng ta như vậy là 4-5 km, nó mới bắn pháo. Pháo hồi đó là pháo nó nhỏ, tầm bắn chỉ khoảng 9 cây thôi. Thế là bắn được vào trong làng thì làm sao mà ở vùng biển quốc tế. Mà các chị nhớ là như vậy là vùng biển quốc tế là 12 hải lý, 12 hải lý mỗi hải lý 1.852 m, thì làm sao chúng ta ấy được đấy. Thế cho nên nó dựng lên cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ như vậy. Và bây giờ như vậy là cái sự kiện ngày 19 11 11 tháng 9 năm 2001 thì nó đánh như vậy là gì? Afghanistan đánh Iran, Iraq lần thứ hai, thì rõ ràng đấy là như vậy là gì, nó có đúng đâu. À thế sau này các anh chị, những cái sự kiện này sau này nó sẽ công bố đấy, nhưng mà thưa các anh chị tùy theo tài liệu, bởi vì chúng ta nhớ là cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ 34 năm sau nó mới công bố, thì cái sự kiện này, sự kiện 11 11 tháng 9 năm 2001 chắc là phải như vậy là 40-50 năm sau người ta mới công bố. Các tên gọi khác nhau của chiến lược diễn biến hình đối với quốc tế chúng ta biết cả rồi, nhắc lại thôi. Cách mạng Nhung ở Georgia năm 2003 với một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Cách mạng Da Cam đối với hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa chúng thực hiện thành công ở Ukraine năm 2005. Và bây giờ đấy, chúng ta thấy thực hiện từ năm 2005 đến nay hơn 30 năm, nhân dân Ukraine như thế nào? Và hiện nay đang phải chịu cái hậu quả. Bởi vì như vậy là gì? Suốt ngày nói như vậy dọa thôi. Gã sẽ trở thành như vậy là gì, là làm một thành viên của nước NATO, một thành viên của NATO. À, một thành viên của NATO thì có nghĩa là như vậy là gì, tên lửa đạn đạo nó ở ngay sát nách như vậy là gì, nước Nga.
cách nước Nga, cách thủ đô Moscow có 380 cây. 380 cây thì không có như vậy cái loại vũ khí nào mà có thể chống đỡ được, cho nên buộc lòng Nga phải đánh thôi. Đấy. Thế nên bây giờ chúng ta theo dõi thêm đấy, cái mạng da cam đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa chúng thực hiện thành công ở Ukraine năm 2005, vì không có thời gian cho nên không chiếu cho các chị xem những bộ phim đó được, và không không nói dài thêm với các anh chị được. Đúng rồi, thế mà vậy thì diễn biến hòa bình là một bộ phận trọng yếu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, gồm 5 nội dung cơ bản. Anh chị nhớ nhé, diễn biến hòa bình là một bộ phận trọng yếu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, gồm 5 nội dung cơ bản như sau. Mục tiêu một này. Một, mục tiêu ngăn chặn một nước hoặc một nhóm nước đụng chạm đến lợi ích của Mỹ. Đấy, các anh chị thấy. Thế nên bây giờ đụng chạm đến lợi ích của Mỹ trước hết là Nga, Trung Quốc, Việt Nam. Đặc biệt Việt Nam thì đụng chạm đến Mỹ quá lớn rồi. Bởi vì nói như vậy là gì? Nói như vậy là muốn như vậy là gì? Cách mạng Việt Nam không thành công. Để cho Cộng sản không như vậy là gì? Lan xuống phương Nam. Thế nên ngăn chặn một nước hoặc một nhóm nước đụng chạm đến lợi ích của Mỹ. Thứ hai, ưu tiên ưu thế tuyệt đối quân sự và chính trị kinh tế để củng cố địa vị lãnh đạo thế giới của Mỹ. Và mấy ngày hôm nay thì các anh chị thấy Medvedev tuyên bố rằng nước Nga có đủ khả năng để đưa Mỹ và một số nước về đúng vị trí của nó. Có nghĩa là phải trở lại vị trí cũng là một nước, một quốc gia bình thường thôi. Chứ không thể là một quốc gia như vậy, là như vậy là gì? Đi cầm cái gậy đi như vậy chỉ đạo thế giới được, trên đầm quốc tế được. Và vừa qua các anh chị thấy là Mỹ là luôn luôn là đóng cái vai trò trên đầm quốc tế. Cứ nơi nào có như vậy xảy ra cái gì chúng ta thấy là có mặt của Mỹ cả. Chiến tranh thế giới có Mỹ, thế giới lần thứ nhất có Mỹ, chiến tranh thế giới lần thứ hai có Mỹ, nhưng Mỹ đứng đằng sau bán vũ khí thôi. Nhưng thưa các anh chị, cuối cùng là dân Nhật, hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật, hai thành phố bị san phẳng. Nhân dân ở đó bao nhiêu người, 14 triệu người, như vậy là gì? Chết. Hậu quả như vậy là gì? Của như vậy bom nguyên tử, hai quả bom nguyên tử đến dần phút này vẫn còn. Đấy. Cho nên như vậy là gì? Chỗ nào chúng ta thấy không có mặt Mỹ cả. Đấy. Tại sao như vậy là gì? Nước Nga phải bây giờ Tổng thống Putin phải làm cái việc như vừa rồi. Máu các anh chị ạ, à, là máu đấy chứ không phải là xương máu của như vậy là nhân dân nước Nga đấy, để bảo vệ cái thành quả cách mạng, bảo vệ giữ vững độc lập chủ quyền của nước Nga, phải làm thế thôi. Để cho như vậy là Ukraine phải là trở thành một nước trung lập. Để không thể là cái địa bàn để mà như vậy cho như vậy là Mỹ và các nước phương Tây dùng để như vậy là tấn công nước Nga. Đấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy thì GDP năm 2015 thôi, tôi lấy ví dụ thôi, 2015 cách đây 7 năm thôi, của Mỹ đạt 18.000 tỷ USD. Cao hơn Trung Quốc là nước đứng thứ hai là 7 tỷ USD. Gần bằng 25% GDP toàn cầu. Riêng của Mỹ là chiếm 1/4 toàn cầu rồi. Tài sản tư nhân của Mỹ vượt 90.000 tỷ USD, bằng 34% của toàn thế giới. Anh chị thấy là riêng tư nhân của Mỹ đấy, đã chiếm 34% của toàn thế giới rồi. Chứ chưa phải chưa nói đến của cả nước Mỹ nữa. Thì nếu của cả nước Mỹ thì còn nhiều hơn. Đấy, thế đấy là về kinh tế. Thế từ đó như vậy là gì? Mỹ chi ngân quốc phòng, ngân sách quốc phòng chiếm trên 700 tỷ USD năm. Hiện nay nó chiếm trên 700 tỷ USD năm đấy các chị. Chiếm gần 50% chi phí quân sự trên toàn cầu. Tức là chiếm trên 50% chi phí quân sự trên toàn cầu. Riêng của Mỹ nó sử dụng như vậy là gì? Để mà chi phí cho chiến tranh trên 50%. Mấy ngày hôm nay các anh chị thấy như nó viện trợ cho Ukraine như thế nào? Nhưng thưa các anh chị, cuối cùng Tổng thống Ukraine nói là như vậy, các nước viện trợ kể cả Mỹ viện trợ như vậy nó có viện trợ không hoàn lại đâu, mà nó toàn bắt như vậy là nhân dân Ukraine trả tiền đấy chứ. Trước là 3,8 tỷ vũ khí, vừa rồi như vậy gần mấy trăm như vậy là gì, trăm triệu nữa, rồi nó thông qua 3 tỷ mấy nữa. Thế đấy là như vậy là toàn nhân dân Ukraine phải trả đấy chứ, tổng thống Zelensky phải nói rõ là như vậy là phải trả đấy chứ. Đấy là hình thức thứ hai. Hình thức ba là chủ nghĩa đơn phương, đánh đòn phủ đầu, không cần biết gì cứ đánh ra. Đấy, cho nên chúng ta thấy bom rơi xuống Afghanistan, bom rơi xuống Iraq lần thứ hai, nó đánh Iraq như vậy, nó 10 năm ở Iraq, nó cày xới Iraq, nó bảo Iraq là phải có như vậy là vũ khí sinh học,
Như thưa các anh chị, thưa các anh chị, như vậy 10 năm nó cày dưới đó, có tí nào vụ sĩ trình học đâu. Và bây giờ đấy, như vậy là gì, chúng ta chờ xem rồi. Như vậy thời gian tới Nga sẽ đưa ra Hội đồng Liên Hợp Quốc tất cả những cái chứng cứ. Như vậy là gì, Mỹ đã dựng lên, như vậy là gì, những cái phòng thí nghiệm về hóa học. Các bệnh như vậy là nguy hiểm, bệnh than, bệnh sốt rét, bệnh thương ngàn, bệnh gì gì đó ở Ukraine. Và Mỹ vừa rồi như vậy, sau khi Nga đánh vào lập tức như vậy nó phải phải xóa dấu vết, nhưng mà xóa không kịp. Đấy. Đấy. Thủ đoạn thứ tư là đấy. Thủ đoạn thứ tư là lợi dụng chống khủng bố để loại bỏ các nước không theo Mỹ và không thân Mỹ. Lợi dụng chống khủng bố để loại bỏ các nước không theo Mỹ và không thân Mỹ. Đấy, vừa rồi chúng ta thấy rất rõ đấy, để loại bỏ đấy. Đánh đánh như vậy Iraq, thế rồi cuối cùng Iraq phải theo thôi. Và 20 mấy 25 năm ở như vậy Afghanistan, cuối cùng như vậy không thành công phải rút đấy. Thế làm trọng tâm chiến lược nó chuyển trọng tâm từ châu Âu sang châu Á. Các anh chị nhớ là vận nội dung thứ năm là trọng tâm chiến lược chuyển trọng tâm từ châu Âu sang châu Á. Thái Bình Dương. Thái Bình Dương mà Việt Nam là một trọng điểm. Không phải che giấu gì cả, nó nói rõ Việt Nam là một trọng điểm. Đây. Và cụ thể khi các anh chị sẽ theo dõi từng bước mà thấy Việt Nam, tại sao nó lại Việt Nam là một trọng điểm. Tại sao Mỹ và các thế lực thù địch âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam? Tại sao? Thì bởi vì nó xác định thế này. Mỹ đã xác định Việt Nam là ngọn cờ tiêu biểu đấu tranh giành độc lập dân tộc và chống chủ nghĩa đế quốc. Cái đó thực tế đấy. Đây. 4.000 năm, hơn 4.000 năm nay, chúng ta từ khi dựng nước và giữ nước này để luôn luôn không chịu khuất phục. Ngàn năm Bắc thuộc nhưng có bị đồng hóa đâu các anh chị. Và cuối cùng chúng ta vẫn vươn lên cơ mà. Vẫn giành được độc lập cơ mà. Gần 100 năm của thực dân Pháp. Rồi đến khi cả như vậy khi chúng ta giành được độc lập. Phải làm cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm. Làm cuộc kháng chống chống Mỹ 20 năm. 30 năm dân chủ Cộng hòa kháng chiến mới thành công. Như vậy là Pháp, Mỹ và Việt Nam hơn 100 năm. Nhưng có đồng hóa được chúng ta đâu. Cho nên nó xác định Việt Nam là ngọn cờ tiêu biểu đấu tranh giành độc lập dân tộc và chống chủ nghĩa đế quốc. Chúng đi cùng. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Xóa được chủ nghĩa xã hội Việt Nam sẽ thuận lợi với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Bởi vì Việt Nam là cái ngọn cờ tiêu biểu giành độc lập và đi chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa. Đây là chúng ta thấy tư tưởng Hồ Chí Minh đã được bổ sung vào lý luận chủ nghĩa Mác Lênin cái diện. Đó là như vậy một dân tộc thuộc địa nửa phong kiến mà giành được độc lập đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Như vậy Việt Nam chúng ta như vậy có hai cái bỏ qua các anh chị. Chế độ chính quyền nô lệ chúng ta không có. Và đến chế độ tư bản chúng ta cũng không có. Chúng ta bỏ qua hai chế độ đấy các anh chị. Bỏ qua hai chế độ, bỏ qua hai cái nền kinh tế đấy. Nên xóa được chủ nghĩa xã hội Việt Nam sẽ thuận lợi với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Xóa được chủ nghĩa xã hội Việt Nam mới xóa được hội chứng Việt Nam trên đất Mỹ. Thưa các anh chị, hội chứng Việt Nam trên đất Mỹ không phải là cái bức tường thế những danh sách quân những nhân Mỹ chết ở Việt Nam đâu, mà nó còn bao nhiêu vấn đề nữa, nó còn ăn sâu vào như vậy là gì nhân dân Mỹ nữa. Ngày 19 tháng 3 năm 1965 chúng ta nhớ lại 504 đồng bào của chúng ta ở như vậy là Sơn Mỹ bị như vậy là gì sát hại. 504 người dân không có một tấc sắt, trong đó có 17 như phụ nữ đang mang thai, hơn 100 người già và trẻ em. Người ta đang làm ruộng nó xả súng nó bắn, nó bảo đây là cộng sản. Đấy. Cho nên nó nhiều vấn đề lắm cái nhỉ. Đấy. Cho nên là nó nói là xóa được chủ nghĩa xã hội Việt Nam mới xóa được hội chứng Việt Nam trên đất Mỹ. Mỹ đánh giá đấy là như vậy, nó coi thế. Và Mỹ đánh giá Việt Nam như sau. Đấy. Tại sao các thế lực thù địch âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Việt và nước ba như vậy? Và như vậy là gì, Mỹ đánh giá Việt Nam có ưu thế như sau. Một, Việt Nam có Đảng Cộng sản giàu truyền thống, có đội ngũ đảng viên kế cận vững vàng,
Thưa các anh chị, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Chúng ta lúc bây giờ mới có 5.000 đảng viên thôi. 5.000 đảng viên lúc bấy giờ thì hơn 3.000 đảng viên đang nằm trong các nhà tù. Mà hồi đó có thông tin liên lạc như bây giờ đâu. Truyền miệng thôi chứ. Thế mà cách mạng tháng 8 chỉ vòng trong phạm vi, các anh chị thấy, trong phạm vi có 15 ngày thôi. Thành công. Máu có chảy không? Có, nhưng rất ít. Cho nên thế giới đánh giá rằng cách mạng tháng 8 của Việt Nam có bốn cái nhất. Một là nhanh nhất, hai là gọn nhất, ba là thắng lợi nhất, bốn là ít đổ máu nhất. Vua thoái vị đấy các anh chị, vua thoái vị trao ấn tín, và như vậy là tuyên bố một câu nói mà như vậy là thế giới phải như vậy là gì, khâm phục. Được làm công dân của một nước tự do độc lập còn hơn làm vua bù nhìn đó, Lý Thị đấy, Bảo Đại tuyên bố như thế. Câu đó như vậy là được ghi chép trong sử sách của như vậy là Việt Nam chúng ta đấy cái chị, và thế giới như vậy là người ta cũng không quên câu nói đó đâu. Đấy. Nhanh nhất, gọn nhất, thắng lợi nhất, ít đổ máu nhất. Đấy. Thế và như vậy đấy, đến giờ phút này chúng ta có hơn 6 triệu đảng viên. Rất nhiều lần thì đảng đang lãnh đạo, nhân dân chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới, đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Và bây giờ không, thế giới phải thừa nhận chứ không phải như vậy là chỉ chúng ta. Các anh chị và tôi hàng ngày nhìn thấy trên đất nước ta cũng thay da đổi thịt chứ không phải là như vậy là gì. Không phải là như vậy là những người nước ngoài người ta đến nữa. Và thực tế hàng ngày hàng giờ chúng ta cũng đã từng bước có những thay da đổi thịt. Không có người, người không có như vậy lực lượng phải ở, bỏ lại tuyến sáu. Lũ ống lũ quét, ngập lụt như thế. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta đã nghiên cứu thờ một cái thời chúng ta phải nghiên cứu nhưng mà sống chung với lũ. Nhưng bây giờ hết lũ rồi. Bây giờ thì phải sống chung với ngập mặn. Bây giờ vừa mới khai, vừa mới, cách đây mấy hơn chục ngày là như vậy là gì? Vừa mới khai trương, cái như vậy là cái đập ngăn ngăn mặn đấy. Thế còn như vậy là gì? Lũ ống lũ quét ở miền Trung. Đấy. Có ai bị bỏ lại phía sau đâu. Bởi vì bác của chúng ta, bác đã nói rõ rằng một dân tộc tốt là một dân tộc yếu, một dân tộc nghèo là một dân tộc hèn. Đất nước có độc lập rồi, có tự do, độc lập tự do rồi mà dân vẫn đói, dân phải rét thì cái độc lập nó chả có ý nghĩa gì. Nó nói như vậy. Đấy. Và đến giờ phút này chúng ta thấy trong cái đại dịch Covid-19 nghề của anh chị ấy, chúng ta đang tuyên đâu. Ngày hôm qua như vậy là gì, 10 gương mặt trẻ được của ngành y được tuyên tuyên dương trong cái dịch Covid-19. Các bác sĩ, các thầy thuốc của chúng ta đều khẳng định đây là, đây mặc dù được tuyên dương đó nhưng đều khẳng định đây không phải là của mình mà đây là của tập thể mà tôi đại diện thôi. Người Việt Nam chúng ta là thế đấy. Đấy. Nên chúng ta thấy rất rõ. Khó khăn gian khổ như thế đấy. Đất nước chưa như vậy là sản xuất được vaccine. Thế mà bây giờ là nước đứng đầu trên thế giới phủ vaccine trên phạm vi diện rộng, trên phạm vi như vậy là toàn quốc. Chúng ta cũng rất đau buồn phải như vậy là gì, vĩnh biệt hơn 2-3 ngàn đồng bào của chúng ta vì bệnh Covid-19. Nhưng mà thời điểm chúng ta không có vaccine nhưng mà chúng ta đã làm một cách để bây giờ như vậy chúng ta được có khống chế cái đại dịch Covid, mà thế giới phải thừa nhận rằng cái khống chế của Việt Nam là như vậy, là và cái phương pháp của Việt Nam là tốt. Tất nhiên nó đánh giá Việt Nam có Đảng Cộng sản đều truyền thống, có đội ngũ đảng viên kế cận vững vàng, nhưng chúng ta nhớ là cái nguy cơ thứ ba đó là tham ô tham nhũng. Cho nên như vậy là Phó Thủ tướng Vũ Đức Ninh phải bị bắt, phải ra tòa. Ủy viên Bộ Chính trị như vậy là gì, Đinh La Thăng phải ra tòa, vân vân. Và gần đây nhất là như vậy là gì, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Thứ trưởng Bộ Y tế. Rồi như vậy là gì, một số cán bộ y tế của Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thượng tá đại tá của như vậy là gì, học viện quân y 103 vân vân, gây chúng ta biết bao nhiêu cái hậu quả về cái phòng chống dịch Covid-19 vừa rồi.
Bây giờ mà xét xử cho tôi, theo tôi những cái đối tượng nó phải bắn. Trong lúc đồng bào của chúng ta như vậy bị Covid như thế, chết như thế mà nó lợi dụng nó như vậy nâng giá lên để nó đấy. À, cho nên là Mỹ đánh giá Việt Nam ưu thế là Việt Nam có Đảng Cộng sản giàu truyền thống, có đội ngũ đảng viên kế cận vững vàng. Thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nắm chắc ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bác của chúng ta sau khi bôn ba hải ngoại khắp năm châu bốn biển vì không chấp nhận cái con đường cứu nước của anh vậy cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh và các lớp trong đi trước, cho nên người đã đi tìm đường cứu nước sau 30 năm bôn ba hải ngoại, từ như vậy người yêu nước trở thành như vậy là người cộng sản, truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, đưa cái mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và trong đó như vậy chỉ gói gọn có mấy chữ thôi, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đấy cũng chính là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh hay là chủ nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam, chỉ có thế thôi đấy. Và hiện nay toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta luôn luôn dương cao nắm chắc và luôn luôn nắm chắc và dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bởi vì có độc lập dân tộc đấy, thì nhân dân mới thoát khỏi kiếp ngựa trâu, mới để đi lên độc lập dân tộc, để như vậy là gì, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội thì mới có điều kiện để giải phóng giai cấp, mới có điều kiện để giải phóng con người đấy. Đấy là thứ hai. Thứ ba là chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vững vàng và phát triển mạnh. Vừa rồi như vậy là thế giới phải ca ngợi, nhiều thế giới kể cả những học giả như vậy là gì, phía bên kia đấy, cũng phải thừa nhận cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trong giai đoạn vừa qua. Đầu tiên nó bảo chúng ta là Việt Nam là như vậy là gì, làm gì có định hướng sau chủ nghĩa, và hiện nay chúng ta đã có chủ nghĩa xã hội đâu, hiện nay chúng ta đang trong quá trình như vậy là gì, đang quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội cơ mà, cho nên chúng ta đã hoàn chỉnh đâu. Thế nhưng mà chúng ta như vậy vừa rồi như vậy là gì, đảng ta xác định là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng sáng tỏ hơn. Các anh chị, nếu người ta hỏi các anh chị là bây giờ Việt Nam có chủ nghĩa xã hội chưa, các anh chị trả lời có rồi, chưa đúng, chưa chính xác. Các anh chị trả lời chưa có lại càng chưa chính xác. Mà bây giờ các anh chị phải trả lời là ở Việt Nam chúng tôi mục tiêu con đường của chúng tôi là đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng hiện nay chúng tôi đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, cho nên chúng tôi vừa có chủ nghĩa xã hội mà vừa chưa có chủ nghĩa xã hội. Chỉ khi nào chúng tôi thực hiện thành công 8 đặc trưng mà cương lĩnh chính trị năm 1900 và đến năm 2011 91 và đến năm 2011 bổ sung, đó là cái đặc trưng nhất là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thì chúng tôi mới đi lên xây dựng xong chủ nghĩa xã hội. Đấy. Và thứ tư là Việt Nam có truyền thống đoàn kết, lòng tin vào Đảng và chủ nghĩa xã hội ngày càng được củng cố. Và bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là ngày càng củng cố. Đấy. Đây là Mỹ đánh giá như thế của Việt Nam như vậy. Chính vì vậy, ngày mùng 3 tháng 2, đấy, chính vì vậy, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1994, Mỹ tuyên bố xóa bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam. Dạ thưa các anh chị, tôi dừng lại nói thêm các anh chị một chút. Ngày mùng 3 tháng 2, tại sao Mỹ chọn ngày mùng 3 tháng 2? Thưa các anh chị, một số các anh chị cứ nói ngày 3 tháng 2 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin nhắc lại các anh chị, ngày 3 tháng 2 không phải là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. À, nói rõ với các anh chị như vậy để chúng ta nhớ. Bởi vì năm 1930, khi cuối năm 1929, đầu năm 1930, ở Việt Nam, ba tổ chức Cộng sản ra đời. Ba tổ chức Cộng sản đều có chung một mục tiêu là đánh đổ đế quốc phong kiến, giải phóng dân tộc và đưa đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về phải triệu tập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam để sáp nhập lại thành một tổ chức duy nhất, và bắt đầu ngày họp đầu tiên đó là ngày mùng 6 tháng 1 năm 1930, và người cuối cùng rời khỏi hương cảng Trung Quốc là ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930. Như vậy thời gian như vậy là gần một tháng cơ mà. Và tại cái hội nghị hợp nhất, Nguyễn Ái Quốc đã về viết chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáp nhập ba tổ chức vào lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Thế nên chúng ta không, vào thời điểm này các chị nhớ đó, sau đó vào thời điểm này, từ đó cho đến năm 1960 không có ai nói là ngày nào chính thức cả.
và đến ngày 10 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 tháng 9 năm 1960 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết nghị lấy ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch hàng năm, lấy ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm kỷ niệm, làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng ta. Cho nên ngày mùng 3 tháng 2 là ngày kỷ niệm nhé, chứ không phải ngày thành lập nhé các anh chị. Nhưng trong con tim khối óc của người dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình đối với nhân dân Việt Nam thì cứ đương nhiên mặc định ngày mùng 3 tháng 2 là ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì như không sao, bởi vì cái đó là, nhưng mà chúng ta nếu gọi, nếu nói chính xác đó là ngày kỷ niệm thì nó được chính xác hơn. Đấy, như vậy. Tương tự như vậy. Ngày 19 tháng 5 không phải là ngày sinh nhật Bác. Các anh chị nhớ là ngày 19 tháng 5 không phải là ngày sinh nhật Bác. Bởi vì Bác khi Bác còn khỏe chúng ta hỏi Bác, nói Bác bà ngoại Bác cũng không biết Bác sinh ngày tháng năm nào. Không biết là ngày tháng, không biết, chỉ biết năm sinh thôi. Mà bà ngoại bảo như vậy là gì? Bác như vậy mẹ Bác đi làm ruộng về, thế là về đến nơi là như vậy là đẻ rơi Bác ở đống rơm. Thế là bà ngoại Bác phải như vậy là gì? Bà ngoại đỡ đẻ cho Bác, chôn rau cắt rốn ở ngay trong vườn đó. Và mẹ Bác không có sữa, mẹ bà ngoại phải như vậy là gì, đi xin mắm cơm cho Bác, chứ không có sữa mà. Bà ngoại chỉ nói là như vậy là gì, đẻ vào, Bác đẻ vào cái giai đoạn mà mùa sen nở, bắt đầu mùa sen nở. Mà mùa sen nở thì các chị biết là như vậy vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6. Nhưng tại sao có ngày 19 tháng 5? Các anh chị nhớ là ngày 28 tháng 1 năm 1941 Bác về nước tại qua cửa khẩu cột mốc 308 và đến tháng 5 năm 1941 Bác tổ chức hội nghị Trung ương 8. Các anh chị này ngược lại một chút, các anh chị nhớ từ năm 1930 đến năm 1941 đây là giai đoạn Bác giữ vững quan điểm, giữ vững đường lối, mục tiêu mà trong cương lĩnh chính trị để đề ra không thay đổi. Nhưng vì vào cái thời điểm đó tình hình của thế giới lúc bấy giờ đã khuynh, cho nên là hội nghị tháng 10 năm 1930 do đồng chí Tổng Trần Phú chủ trì, và chúng ta đến giờ phút này là chúng ta biết chắc chắn rằng trong hội nghị đó có Nguyễn Ái Quốc. Nhưng Bác là người như vậy là tuyệt đối chấp hành thiểu số phục tùng đa số, cho nên là như vậy là toàn bộ cương lĩnh đường lối của như vậy là gì, tháng 2 bị thủ tiêu, tức là bị hủy hết, bị hủy hết. Các chị học là các chị biết rồi, xin nhắc lại thế thôi. Cho nên từ năm 1930, cái giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1931 đây là giai đoạn như vậy là Nguyễn Ái Quốc kiên trì giữ vững cái đường lối, mục tiêu, con đường mình đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam. Và đến như vậy là năm 1941 Bác về nước, thì đến tháng 5 Bác tổ chức họp hội nghị Trung 8. Trong đó có việc nhiều nội dung, trong đó có một nội dung là thành lập mặt trận. Mặt trận thì chính ngày 19 tháng 5 là thành lập mặt trận Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh gọi tắt là Việt Minh. Và thời điểm đó mọi người cứ gọi như Việt Minh là cộng sản, dạ thưa các anh chị không phải, Việt Minh không phải là cộng sản, đây là mặt trận để tập hợp tất cả những lực lượng đứng lên để đánh Nhật Pháp, giải phóng Tổ quốc, gọi tắt là Việt Minh. Đấy là ngày 19 tháng 5 năm 1941. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, nước Việt Nam chúng ta như ngàn cân treo sợi tóc, 18 quân tàu tưởng, 18 vạn quân tàu tưởng áng không được như vậy là gì, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh được tưởng như là phái sang Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật, nhưng thực chất là với âm mưu diệt cộng cầm hồ, bắt sống Hồ Chí Minh. Thế thì Bác mượn cái ngày 19 tháng 5 để tổ chức
sinh nhật. Bác chỉ nói là sinh nhật thôi. Thì mọi người cứ nghĩ là nói sinh nhật là có nghĩa là sinh nhật của bác. Thế mà đương nhiên từ đó đến nay thì cái 19 tháng 5 trở thành, mặc nhiên trở thành ngày sinh nhật của bác. Nhưng mà không phải. Bởi vì đó là ngày sinh của mặt trận. Bởi vì ngày hôm đó là để bác tập hợp lực lượng. Và Hà Ứng Khâm, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đã phải thốt lên một câu rằng, đứng bên cạnh bác phải thốt lên một câu rằng, với dòng người cuồn cuộn như thế kia, ông ta nói tiếng như vậy là gì? Tiếng địa phương. Tưởng là bác không biết, nhưng bác của chúng ta rất giỏi như vậy là tiếng Hán và tiếng địa phương của Nga, của Trung Quốc. Ông ta thốt lên một câu, với dòng người Hà Nội cuồn cuộn như thế kia thì làm sao thực hiện được chiến dịch diệt cộng cầm hồ bắt sống Hồ Chí Minh. Đấy. Đấy, cho nên vào cái ngày 19 tháng 5 thì xin nói thêm với các anh chị tại sao có ngày 19 tháng 5 và nói là ngày sinh của Nhật Bác như vậy. Thế là mặc nhiên từ đó đến nay thì mọi người cứ như vậy là đinh ninh đó là ngày sinh Nhật Bác, và như vậy là cứ lấy đó làm ngày sinh của bác. Cho nên là chính vì vậy mà Mỹ lấy ngày 3 tháng 2 1944, Mỹ tuyên bố xóa bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam. Và đến ngày 17 tháng vào ngày 11 tháng 7 năm 1995 thì Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt Nam, nhưng vẫn tuyên bố trắng trợn như thế này các anh chị. Việc bình thường hóa quan hệ với việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam không phải là kết thúc nỗ lực của chúng ta. Chúng ta tiếp tục phấn đấu cho đến khi có được câu trả lời mà chúng ta có thể có. Và tôi tin tưởng việc bình thường hóa và tăng cường tiếp xúc giữa người Mỹ với người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Có nghĩa nó bảo như vậy là qua cái tiếp xúc này giữa người Mỹ với Việt Nam thì Việt Nam sẽ như vậy là cuối cùng sẽ sụp đổ thôi. Giống như Liên Xô và như vậy các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thôi. Thì đấy là Tổng thống Bill Clinton. Còn Kissinger, nguyên cố vấn an ninh đặc biệt của Tổng thống Mỹ, lật bài. Và đây là người là nhận nhận giải thưởng Nobel đấy các anh chị. Đáng nhẽ giải thưởng Nobel là của chúng ta chứ. Thế nhưng mà bây giờ cái Nobel lại giao cho như vậy Kissinger, mới lại như vậy là Lê Đức Thọ của chúng ta. Cho nên chúng ta có nhận đâu, chúng ta không nhận. Nhưng Kissinger vẫn nhận. Ông ta lật bài ngửa và nói như thế này này. Cộng sản Việt Nam đã thắng trong chiến tranh, nhưng họ sẽ thua trong hòa bình. Anh chị nhớ, cộng sản Việt Nam đã thắng trong chiến tranh, nhưng họ sẽ thua trong hòa bình. Trước đây cộng sản dùng súng đuổi người Mỹ ra khỏi Sài Gòn, thì nay người Mỹ sẽ dùng đô la đuổi cộng sản ra khỏi Sài Gòn. Tuyên bố thẳng thế đó anh chị. Cộng sản Việt Nam đã thắng trong chiến tranh, nhưng họ sẽ thua trong hòa bình. Trước đây cộng sản dùng súng đuổi người Mỹ ra khỏi Sài Gòn, thì nay người Mỹ sẽ dùng đô la đuổi cộng sản ra khỏi Sài Gòn. Nó đuổi rồi đấy các anh chị. Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch của một tỉnh. Rồi đến như vậy là gì? Vũ Đức Ninh, Phó Thủ tướng. Rồi như vậy là gì? Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, vân vân. Rồi cả như vậy Thượng tướng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng phải ra tòa cả thôi. Đấy, bởi vì suy thoái về đạo đức lối sống, tham ô tham nhũng, tự diễn biến tự chuyển hóa. Đấy, nó đã dùng đô la đấy cái chuyện người cộng sản đã khỏi Sài Gòn đấy. Mục tiêu của Mỹ là gì? Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam, kéo Việt Nam vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, tập trung trên ba lĩnh vực chủ yếu. Một là tư tưởng, thì triệt tiêu hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Đấy. Và chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì các anh chị thấy sau 30 năm bốn ba hải ngoại khắp năm châu bốn biển, người đã chọn lọc những tinh hoa lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin để đưa vào cách mạng Việt Nam, để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đấy. Đó là như vậy là gì? Giải phóng dân tộc gắn liền với như vậy là giải phóng dân tộc, để giành độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính trị chỉ xúc tiến đa nguyên chính trị đa đảng đối lập. Dạ thưa các anh chị, chả có đa nguyên chính trị bao giờ đâu, chả có đa đảng đối lập nào cả. Nước Mỹ bây giờ có hàng trăm đảng đấy, thưa các anh chị, chỉ có một đảng lãnh đạo duy nhất, không có đảng thứ hai đâu. Bây giờ là đảng Cộng hòa, đang đảng Cộng hòa đấy. Các anh chị thấy từ thời ông Trump lên và đến bây giờ là ông như là lên
Cái gì còn của thời Obama còn không? Các anh chị thấy Obama còn đâu? Xóa hết rồi. Những cái gì đạt được của Đảng Dân Chủ nó xóa hết rồi còn cái gì đâu. Đấy cho nên chúng ta thấy là không có đa nguyên chính trị, đa đảng mới lập. Đấy. Nhưng nó làm như thế đấy. Thứ ba là kinh tế đẩy mạnh tư hiệu hóa tư liệu sản xuất, phát triển thị trường tự do tư bản chủ nghĩa. Nó bảo chủ nghĩa xã hội làm gì có định hướng, làm gì có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dạ thưa các chị, nền kinh tế thị trường là của nhân loại. Mà như vậy là gì? Kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào giai cấp. Nhà nước phải mang bản chất của giai cấp chứ. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải mang bản chất của giai cấp công nhân. Mà đảng đó là như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân. Nhưng đồng thời như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là của như vậy là nhân dân lao động, của dân tộc cơ mà. Cho nên như vậy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải mang bản chất giai cấp công nhân. Quân đội nhân Việt Nam phải mang bản chất của giai cấp công nhân. Chứ cái nền kinh tế thị trường của Việt Nam cũng phải mang bản chất giai cấp công nhân. Cái nó phải định hướng xã hội chủ nghĩa. Để làm sao như cho như vậy cá lớn không nuốt cá bé. Để cá lớn không thể nuốt cá bé. Để như vậy là gì? Không có giãn cách giàu nghèo càng ngày càng xa ra, hiện nó đang giãn ra đấy cái gì, khuyến khích mọi người người để làm giàu một cách chính đáng, tất cả các thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể ngày càng được phát triển và các thành phần kinh tế khác cùng nhau phát triển để như vậy là xây dựng đất nước, nhưng mà tất cả đều phải thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thì nó lại bảo chúng ta như thế, nó muốn bây giờ chúng ta làm như vậy là duy trì nền kinh tế thành nhiều thành phần, cái kinh tế nhiều thành phần đó phải tự do cơ, phải là tư nhân chiếm với tư lượng sản xuất cơ. Đây bây giờ nó bảo như vậy là các nước tư bản nó bảo như là nó cũng cổ phần hóa đấy các anh chị, nhưng cổ phần hóa như vậy có ai ai thay nó được đâu. Chẳng hạn như bây giờ tôi là như vậy là gì, bây giờ chẳng hạn như Bill Gates là người như vậy giàu nhiều, nhiều nhất thế giới đấy. Ông ta chọn lấy như vậy là khoảng mấy chục người, ông ta cho mỗi người vay 1 tỷ, 1 tỷ để vay nhà, mua xe, có điều kiện này làm phấn khởi quá, nhưng thực ra 1 cái tỷ đó để như vậy cuối cùng những ông chủ đó là ông chủ hờ, để như vậy là quản lý công nhân thôi, để làm lợi nhuận càng ngày càng cao cho như vậy ông Bill Gates thôi. Thế chứ như vậy ông ta bởi vì bóc lột giá trị thông thường thì cái chị học rồi đây. Bóc lột thu lại những cái như vậy là cái phần mà như vậy là gì người lao động làm mà được, không được trả công đấy, bóc lột giá trị thông thường đấy, mà bây giờ nó còn đặng thư siêu ngạch nữa các anh chị đấy. Đấy. Các anh chị thấy cuối năm như vậy là gì, cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 tập 3 bộ tư bản Marx không sản xuất kịp để bán, các anh chị có mua không? Không. Tôi có mua không? Không, bởi vì không có tiền. Nói thẳng đắt lắm các anh chị. Như trong cái tập 3 bộ tư bản Marx đó, Marx đã tiên đoán rằng thế kỷ của thứ 20, 21 là nền kinh tế của thế kỷ 21 là nền kinh tế toàn cầu. Là nền kinh tế toàn cầu, là nền kinh tế phẳng. Nó có tập đoàn quốc gia, xuyên quốc gia cái đấy. Cho nên nó hiện nay chủ nghĩa tư bản nó đang người ta học, có khi người ta học cái chủ nghĩa Mác Lênin ấy của như vậy là gì, đọc như vậy là lý luận chủ nghĩa xã hội của như vậy Mác Lênin còn kỹ hơn chúng ta đấy. Thế nó vận dụng đấy chứ, công ty cổ phần tất cả bây giờ nó mới sống được đấy, nó mới còn tồn tại như bây giờ đấy. Cho nên mấy ngày hôm nay các anh chị thấy ở Ukraine như thế, Mỹ sợ chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra có dám động đến đâu. Bởi vì nếu trên đây thế giới thứ ba xảy ra thì như vậy chủ nghĩa tư bản bị xóa sổ. Bởi vì đơn giản chúng ta thấy chiến tranh thế giới lần thứ nhất một nước sau chủ nghĩa ra đời. Chiến tranh thế giới thứ hai hệ thống chủ nghĩa đã ra đời, nhưng mặc dù hiện nay các nước sau chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô tan rã sụp đổ, nhưng còn hàng tỷ người trên trái đất này vẫn đi theo như vậy Mỹ. À, xin lỗi, hàng tỷ người trên trái đất này vẫn đi theo chủ nghĩa xã hội. Có đi theo Mỹ đâu. Vẫn đi theo chủ nghĩa xã hội đi chứ. Tình hình ở như vậy giờ ở châu Phi, ở như vậy Nam Sudan, ở Trung Đông các anh chị thấy người ta giờ ta trung lập nhưng người ta theo Mỹ đâu, người ta có theo Mỹ đâu. Đấy, những cái bệnh viện dã chiến của chúng ta về về người ta chỉ xin cái gì?
người ta chỉ xin để cho người ta treo một cái lá cờ của Việt Nam, một ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta treo trong nhà họ đấy, cái chị trong nhà mình nhiều nhà bây giờ có treo ảnh Bác đâu, có treo cờ Tổ quốc đâu, nhưng bây giờ người ta xin đấy, người ta treo đấy cái chị, người ta bảo như vậy là gì, cụ Hồ với đất nước Việt Nam đã sang giúp chúng tôi là có cái ăn, có cái mặc, có được học, con em chúng tôi đã được biết đọc biết viết, tức là những người thầy thuốc đồng thời là những người thầy giáo luôn, dạy cho cả những người như vậy là gì, mù chữ, lớn tuổi chưa biết chữ, con em bây giờ chữ vào có trường học, bây giờ người ta biết trồng lúa nước, trồng rau, thế là người ta tự chủ về lương thực thực phẩm đấy. Nếu nó thì muốn chúng ta đẩy mạnh cái tư hữu hóa về tư liệu sản xuất, tức là cá nhân tư hữu về tư liệu sản xuất, mà chủ nghĩa xã hội thì không có tư hữu về tư liệu sản xuất, không còn chế độ người bóc lột người. Cho nên các anh chị nhớ là Lenin dạy chúng ta rằng phải bắc những chiếc cầu nhỏ nhỏ đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đấy. Bắc những cầu nhỏ nhỏ đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đó là duy trì nền kinh tế thành phần, nhiều thành phần đó các anh chị. Rồi người dạy là phải bắt những nhà tư sản cày xới trên miếng đất của chủ nghĩa xã hội để như vậy là gì, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đó là cái gọi đầu tư đấy các anh chị. Một số bệnh viện của anh chị bây giờ đang như vậy là gì, đầu tư, có đầu tư của nước ngoài vào đấy, đó là cái gọi đầu tư đấy. Bây giờ chúng ta có mới có máy móc, bây giờ mới trang bị thêm được như vậy là máy, không phải là trước là 1 chiều 2 chiều, bây giờ 3 chiều nữa, mà là nhiều chiều. Bây giờ các anh chị có thể tham gia một kiếp mổ ở như vậy là ngay tại bệnh viện các anh chị, mà do sự hướng dẫn của như vậy là gì, của các bác sĩ ở bệnh viện 108, bác sĩ bệnh viện 175 đó, nên dạy như thế đấy. Còn Engel dạy chúng ta rằng chủ nghĩa tư bản càng hoàn thiện, Engel nhé, viết nhé, trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đó các chị, trong lý luận chủ nghĩa xã hội, Engel viết là chủ nghĩa tư bản càng hoàn thiện thì chiến tranh càng phát triển. Và bây giờ chúng ta thấy rõ ràng chiến tranh phát triển như vậy, chiến tranh phát triển dần các vì sao rồi, chiến tranh phát triển các vì sao rồi. Còn Lenin dạy chúng ta rằng như vậy là gì, còn chủ nghĩa đế quốc thì còn nguy cơ xảy ra chiến tranh, chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc cơ mà. Đấy. Cho nên là tập trung phá chúng ta trên 3 lĩnh vực là như thế. Phương châm của nó là gì? Mềm, ngầm, sâu, hiểm. Chúng sử dụng chính người Việt Nam, chúng người Việt Nam. Đó là lực lượng phản động, có 2 biên chất. Các anh chị nhớ, khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của chúng ta sang thăm nước Mỹ, sang thăm Hoa Kỳ, người ta hy vọng lắm. Bước xuống cầu thang máy bay, người ta như vậy đón tiếp rất là nồng nhiệt, hoa quảng lên cổ các thứ, xong rồi như vậy là nhân dịp này ngài sang thì ngài sẽ nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên là tầm quan hệ đặc biệt chiến lược, tức là tầm quan hệ cao nhất. Chủ tịch nước của chúng ta tươi cười thôi, sẵn sàng, Việt Nam sẵn sàng và phấn khởi lắm. Thế là ngay nó phỏng vấn luôn, chủ tịch nước của chúng ta nói luôn, nhân dân Việt Nam đã phải trải qua hơn 20 cuộc kháng chiến để giành và giữ độc lập của dân tộc, máu đã chảy thành, máu đã chảy thành sông, xương chất thành núi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cho nên nhân dân Việt Nam rất tha thiết có hòa bình, có hòa bình để xây dựng đất nước, để phát triển đất nước, để có dân giàu. Đấy. Để dân giàu nước mạnh. Chứ lúc bây giờ chưa nói là công bằng văn minh đâu, dân giàu nước mạnh. Cho nên nếu được mà sự như vậy là gì, với cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, bây giờ chúng ta đã bình thường hóa quan hệ rồi, mà như vậy là gì, nâng được lên tầm quan hệ đặc biệt chiến lược, đó là điều mong muốn của chúng tôi. Các anh chị khẳng định là điều mong muốn của mẹ tôi và nhân dân Việt Nam. Họ vỗ tay lắm, chắc chắn là thành công rồi. Như chủ tịch nước của chúng ta đặt 2 vấn đề, nhưng mới quan trọng chứ. Nhưng cái nhưng thứ nhất, tên lửa đạn đạo của Mỹ không hướng vào Việt Nam đấy, nó xác định Việt Nam như thế thì làm sao tên lửa đạn đạo của Mỹ nó không hướng vào Việt Nam, nó muốn luôn luôn tìm mọi cách. Các anh chị thấy ở như vậy là Tây Nguyên 201, 204,
ở Điện Biên 2011, luôn tìm mọi cách để như vậy là gì, tên lửa đạn đạo của Mỹ bay vào Việt Nam nó chưa làm được. Cái nhưng thứ nhất là tên lửa đạn đạo của Mỹ không hướng vào Việt Nam. Cái nhưng thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ không nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài để chống lại chúng tôi. Với hai cái điều kiện như thế, kể từ đó cho đến bây giờ, anh chị nhớ nha, kể từ khi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của chúng ta đấy, và bây giờ chủ tịch nước đã nghỉ rồi, xong đến các chủ tịch nước khác thay rồi, Mỹ có đặt vấn đề lại cái đó đâu, không đặt nâng đến tầm quan hệ đặc biệt chiến lược đó, bởi vì nó không làm được. Thứ hai là gì, diễn biến hòa bình kết hợp với bạo loạn đổ và răn đe quân sự phá hoại từ bên trong đấy, nó luôn luôn tìm mọi cách đấy, nó đã diễn ra rồi đấy. Đấy, phá hoại từ bên trong. Thứ ba là kết hợp công khai bí mật, hợp pháp bất hợp pháp, chống phá toàn diện, kể cả chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân, để mà chống phá chúng ta. Đấy, góp một chốt là một điển hình đấy chị, nó cài cắm đấy, góp có là một tên như vậy phản bội đấy. Đấy, gián điệp chui sâu leo cao để phá tan Đảng Cộng sản Liên Xô và nhà nước Cộng hòa xã hội người Xô Viết. Thứ tư là xây dựng mạng lưới phản động chui sâu leo cao vào cơ quan của Đảng của nhà nước, phá hoại đường lãnh đạo đất nước, đơn vị địa phương từ bên trong. Nó bảo rằng như vậy cái thế hệ bọn tôi ấy mà mất đi rồi thì nó mới làm ăn được, chứ còn bây giờ như vậy là còn cái lối họ mà đánh đánh chúng nó thì nó không làm gì được. Bây giờ phải chờ cái thế hệ mà như vậy là gì, con em cơ đi học ở bên Mỹ về cơ, hy sinh đời bố củng cố đời con đấy. Dạ như thưa các anh chị, không làm được đâu, ngàn năm Bắc thuộc nó còn không làm được cơ mà, hơn trăm năm Pháp thuộc Mỹ thuộc mà không làm gì được mà. Và bây giờ như vậy trong cái cuộc sống như thế này, và như vậy nhận thức của chúng ta ngày càng rõ hơn và thấy là cái nào là về luận, về 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 lý luận, cái nào là khoa học, cái nào là cách mạng, nhận thức chúng ta càng rõ hơn chứ. Trước thì sao chúng ta nhận thức nó kém hơn trước, bởi vì tất đất cắm rừng không có, bây giờ như vậy có cả rồi, có cả giang sơn gấm vóc rồi thì phải giữ nó chứ. Nên bác đã dạy chúng ta là các vua hùng đã có công dựng nước thì bác cháu ta phải cùng nhau dựng lên nước. Đồng thời người người dạy rằng ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có trời có biển, bờ biển ta đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó đấy, thì chúng ta phải làm. Cho nên chúng ta không lo lắng gì cả gì đấy. Vậy thì thủ đoạn chủ yếu diễn biến hòa bình để chống phá cách mạng Việt Nam là gì, gồm có 6 thủ đoạn tinh vi thâm độc chống phá cách mạng Việt Nam. Trong 6 thủ đoạn nào, trong 6 thủ đoạn này thủ đoạn nào cũng nguy hiểm cả. Như đây tôi chỉ trình bày các anh chị một thủ đoạn thôi. Thủ đoạn thứ nhất là thủ đoạn về kinh tế, thủ đoạn thứ hai về chính trị, thủ đoạn thứ ba là thủ đoạn về tư tưởng văn hóa, thủ đoạn thứ tư là thủ đoạn trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc, thủ đoạn thứ năm là trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh, thủ đoạn thứ sáu là thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại. 6 thủ đoạn này các anh chị đừng quên. Và tôi nói rõ, tôi sẽ cho các anh chị viết thu hoạch vào 6 nội dung này đấy. Các anh chị nhớ là tôi sẽ cho viết vào trong 6 cái nội dung này đấy. Đấy. Để các anh chị chuẩn bị cho nó tốt. Tôi trình bày với các anh chị một thủ đoạn thôi. Tôi trình bày với các anh chị thủ đoạn về chống phá về chính trị tư tưởng. Tại sao kẻ địch lại chống phá về chính trị tư tưởng? Bởi vì cơ sở lý luận chúng ta có chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở thực tiễn có truyền thống văn hóa Việt Nam, có thành tựu xây dựng bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới vừa qua. Đấy. Tại sao cái này lại chống phá về chính trị tư tưởng? Bởi vì cơ sở lý luận trước hết là chủ nghĩa Mác Lênin. Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, khi mà chưa có Mác Lênin thì đó là lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội khoa học đưa ra đời từ năm 1948, nhưng chỉ thành công khi có như vậy là gì, cách mạng tháng 10 thì mới trở thành lý luận, trở thành hiện thực, mà từ lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành chủ nghĩa Mác Lênin. Bởi vì chủ nghĩa Mác Lênin, cách mạng tháng 10 đã mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 10 đã làm đảo lộn tình hình thế giới, làm cho trật tự thế giới thay đổi và cho thế giới thấy rằng cái xã hội chủ nghĩa thật sự là một cái xã hội không còn người bóc lột người. Nếu một xã hội không còn người bóc lột người, bởi vì tư nhân không chiếm đấy, không chiếm hữu về như vậy là gì, cái tư liệu sản xuất chủ yếu nhà nước quản lý hết đấy.
dân chủ càng ngày càng được dân chủ hơn. Đấy. Thứ hai là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm cơ bản và toàn diện, một hệ thống là một hệ thống cơ bản toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn, mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên và có ý nghĩa với thời đại. Bây giờ chúng ta có hệ tư tưởng, cho nên chúng ta xác định này, Đảng ta xác định hệ tư tưởng ta là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam cơ mà. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của cách mạng. Cái cơ sở diễn là truyền thống văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam từ khi dựng nước và giữ nước này, đoàn kết thương người như thợ đến thân, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, bầu ơi thương lấy bí cùng, gà cùng một mẹ chớ hoài ra nhau. Đấy. Không để ai bị bỏ lại phía sau. Chứ ngay khi cách mạng tháng 8 thành công, việc đầu tiên như vậy là gì? Phải diệt giặc đói. Diệt giặc đói đã, mới diệt giặc rốt, rồi mới diệt giặc ngoại xâm. Vì dân tộc Việt Nam như vậy chả có chính trị, chả có triết học chứ gì cả, như cái chị nhớ là như vậy là gì? Có thực mới vượt được đạo. Đói bụng thì làm sao mà như vậy là làm được việc khác? Có thực mới vượt đạo. Kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, chúng ta xây dựng như thế nào? Đất nước chúng ta như thế nào? Vừa xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong các thời kỳ đổi mới, từ khi năm 1986 đến nay, chúng ta đổi mới. Đất nước ta đã như vậy là gì? Hay ra đổi thịt. Thế giới phải thừa nhận Việt Nam đã hoàn thành sớm chỉ tiêu của như vậy là thiên niên kỷ. Và Việt Nam hiện nay là khối ASEAN, thế giới đang bảo Việt Nam phải đang dẫn dắt khối ASEAN cơ mà. Càng ngày càng phát triển. Tiếng nói của Việt Nam đang có như vậy là gì? Uy tín trên trường quốc tế. Đấy là cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận. Bởi vì đây là cái thủ đoạn cực kỳ thâm độc, là linh hồn của diễn biến hòa bình. Để nó chống phá vào đấy đấy. Nó chống phá về như vậy là gì? Về chính trị tư tưởng. Và đây là thủ đoạn cực kỳ thâm độc, là linh hồn của diễn biến hòa bình. Là muốn làm cho chúng ta không còn chủ nghĩa Mác Lênin nữa, không còn tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Làm cho con người Việt Nam như vậy là có truyền thống như thế, nhưng văn hóa Việt Nam là Việt Nam đấy, nhưng mà không còn Việt Nam nữa. Mang cái nón lá nhưng không phải nón lá của Việt Nam. Mang cái áo dài nhưng không phải áo dài Việt Nam nữa. Đấy. Trọng tâm là gì? Là làm tiêu tan hệ. Làm tiêu tan cái hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong gì? Trong các tổ chức đảng. Trong xã hội. Mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuyên truyền lối sống thực dụng. Làm mờ nhạt lý tưởng của thanh niên. Mà hiện nay các anh chị thấy trong thời gian vừa qua như vậy, chúng ta thấy những mấy năm gần đây là như vậy là gì? Đạo đức đang bị xuống cấp đấy, đạo đức xã hội đang bị xuống cấp nghiêm trọng đấy. Cháu giết ông giết bà, con giết cha giết mẹ, xích mích cái hai vợ chồng thôi, dọa đem con như vậy là ném xuống sông xuống biển đó. Đạo đức đang xuống cấp đấy. Chúng ta thấy khi mở cửa, đảng ta xác định không mở cửa thì không được, nhưng mà mở cửa thì gió lành vào cũng nhiều, nhưng gió độc vào cũng không ít. Cho nên cái mặt trái của cơ chế thị trường đấy, mặt trái của cơ chế thị trường nó rõ ràng như thế đấy chị. Ta khuyến khích làm giàu, làm giàu một cái gì nào, càng nhiều tiền thì càng tốt. Một đất nước không tiêu tiền thì đất nước Campuchia 4 năm bọn buôn muốn thì không tiêu tiền, tí xóa sổ cái dân tộc đó các anh chị.
4 năm hơn hơn đấy, hơn 2 triệu người bị chết. Nó đánh chết. Nó giết chết hơn hơn 2 triệu người. Nhưng không chưa vào chúng ta đâu cái chị. Đau xót như vậy là tháng 3 năm 1945. 2 triệu mấy cũng khoảng 2 triệu 6 cơ, 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 nhân dân ta chết đói cơ. Đấy. Nhưng bây giờ nó tuyên truyền cái lối sống thực dụng là mờ nhạt lý tưởng của thanh niên, đặc biệt trước cái thời kỳ nó chống Pháp anh biết, nhưng mà nó đầu độc thanh niên ta bằng rượu cồn, rượu cồn và thuốc phiện. Nhưng bây giờ nó đầu độc bằng gì? Bằng văn hóa, mà đặc biệt là như vậy thì đầu độc bằng như vậy là gì? Ma túy và cái lối sống thực dụng, sống hôm nay không cần đến ngày mai. Các anh chị nhớ tại sao Obama được vào tổng là tổng thống Mỹ, người da đen đấy cái chị, mà trở thành tổng thống Mỹ? Ông ta có giỏi không? Giỏi, cực giỏi, nhưng có lý do của nó đấy các anh chị nhớ là như vậy là gì? Năm 1912, người thanh niên nước Nguyễn Tất Thành đến nước Mỹ chiêm ngưỡng tượng thần tự do. Bởi vì tượng thần tự do đẹp lắm, ai đến đây cũng viết lưu bút cả. Người thanh niên nước Nguyễn Tất Thành cũng viết lưu bút, nhưng viết lưu bút khác với những người khác. Bởi vì người thanh niên nước Nguyễn Tất Thành đã viết rằng trên đầu tượng thần tự do thì ánh hào quang tỏa rộng khắp trời xanh, nhưng dưới chân tượng người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ các dân tộc thuộc địa được giải phóng? Bao giờ phụ nữ được bình đẳng như nam giới? Cho nên nước Mỹ nó phân biệt chủng tộc kinh khủng các anh chị. Nó bắn chết người da đen là một cái chuyện bình thường. Vừa rồi các anh chị xem, theo dõi thì biết cả rồi. Phân biệt chủng tộc ghê gớm. Nhưng mà tại sao ông Obama là người da đen? Ông lại như vậy trúng cử tổng thống. Bởi vì các anh chị nhớ sau chiến thắng 30 tháng 4 của chúng ta, một thời gian dài Mỹ quên mất, bỏ rơi khu vực châu Phi, châu Mỹ Latin, Trung Đông. Mỹ, Trung Quốc nhảy vào đây hết rồi. Bây giờ đến lúc như vậy là Mỹ giật mình thấy như thế. Thì bây giờ ai là người như vậy lôi kéo được những lực lượng đó về với Mỹ đây? Tổng thống Mỹ mà da trắng người ta không theo. Chính vì vậy mà ông Obama trúng cử đấy. Đấy, vì mục đích của nước Mỹ đấy, vì quyền lợi của nước Mỹ đấy. Chứ có phải vì quyền lợi của nhân dân Mỹ đâu. Tại sao tôi lại kể chuyện cho các chị nghe như vậy? Bởi vì ông Obama sang Việt Nam nói chuyện với sinh viên, ông cái cởi như vậy là gì? Áo khoác ra, mà áo khoác của ông là áo khoác chống đạn, sắn tay áo lên nói chuyện với sinh viên toàn văn chương thôi, hay lắm. Cuối cùng các anh chị biết, ông chỉ cầm cái điện thoại này, ông nói cái điện thoại có chức năng này, cái chức năng chụp hình đấy các anh chị. Mà cái chụp hình nó là bình thường, có cái gì đâu. Nhưng thưa các anh chị, chụp hình tự sướng, selfie, tự sướng. Có nghĩa là gì? Thích thì để, không thích thì phá. Thích thì để, không thích thì xóa bỏ. Có vậy thưa anh chị. Bao nhiêu cái bài nó hay như thế đấy, nhưng chỉ có từng đấy chữ thật. Thích thì để, không thích thì xóa bỏ. Làm lại. Đấy, nó tuyên truyền như thế. Khi như vậy mọi người nghe thấy hay vỗ tay rầm rầm. Bọn tôi thì điếc người. Đấy, nó tuyên truyền thế đấy chị. Đấy, tuyên truyền lối sống thực dụng là mờ nhạt lý tưởng của thanh niên là vì vậy. Thứ hai là khai thác mâu thuẫn, sai lầm để gây chia rẽ, rạn nứt các tổ chức đảng của nhà nước, làm mất hiệu lực nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Hiện nay nó bảo như vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng của chúng ta là nguyên tắc như vậy là gì? Phát xít, đó là như vậy là gì? Như vậy là đặc quyền của cộng sản. Thưa các chị, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cái đó là rõ ràng gọi là dân chủ mà, ở trên cơ sở ấy. Chứ không phải ai cũng thống nhất được với ai đâu, bởi vì nhận thức là cả một quá trình, nhận thức là cả một quá trình. Con người chúng ta chỉ từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều,
và ngày càng sâu sắc hơn. Đấy, nên nhận thức là cả một quá trình. Cho nên tôi khuyên các anh chị là phải nghiên cứu, phải đọc kỹ và tìm hiểu thêm về triết học, đặc biệt là duy vật lịch sử, duy vật biện chứng. Mark Mang Fein viết về duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, duy vật biện chứng. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều như vậy là gì? Đều hoạt động, thường xuyên hoạt động, liên tục vận động và vận động biến đổi không ngừng. Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối. Đấy. Và thực tế chứng minh chúng ta thấy như vậy. Không có một sự vật hiện tượng nào nằm ngoài không gian và thời gian cả. Không có sự vật hiện tượng nào nằm ngoài không gian và thời gian cả. Nhận thức là cả một quá trình. Từ chưa biết đến biết. Chứ không phải là không biết anh chị. Con người chúng ta chỉ từ chưa biết thôi, đến biết. Từ biết ít đến biết nhiều và ngày càng sâu sắc hơn. Đấy. Cho nên cái nguyên tắc tập trung thêm chủ. Thì bởi vì là cái nhận thức của từng con người một. Cho nên chưa thể như vậy nhận thức ngay được. Thì như vậy là phải nguyên tắc tập trung thêm chủ. Thiểu số phục đa số. Nhưng có quyền bảo lưu. Đấy các anh chị thấy. Hội nghị tháng 10 năm 30. Do đồng chí Trần Phú soạn thảo và chủ trì và soạn thảo cương lĩnh chính trị tháng 10 năm 1930. Toàn bộ nội dung của như vậy là gì? Cương lĩnh, sách lược, điều lệ đảng của tháng 2 năm 1930 bị thủ tiêu. Nguyễn Ân Quốc có mặt trong cuộc họp đó, hoàn toàn nhất trí, bởi vì phải thiểu số phục tùng đa số nhưng có quyền bảo lưu, cho nên vẫn kiên trì giữ vững đường lối, quan điểm, mục tiêu mà mình đã vạch ra cách mạng Việt Nam. Và thắng lợi đầu tiên đó là cách mạng tháng 8 năm 1945. Rồi tiếp đến đó là cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, vân vân. Đây là thứ hai. Thứ ba là kẻ địch truyền bá tư tưởng phản động qua các phương tiện thông tin. Mà đặc biệt bây giờ các chị thông tin thì bây giờ nhiều mạng. Hiện nay như các anh chị thấy như vậy là sáng nay, trong cái bản tin mới nhất, sáng nay ở Nga là lại cấm Facebook. Rồi. Bởi vì đang như vậy nó không chỉ tuyên truyền, làm ảnh hưởng nước Nga. Facebook một cái gì đó tôi không nhớ lắm. Thì hiện nay các phương tiện, đặc biệt của chúng ta, các anh chị như vậy thấy, như vậy Zalo thì còn đỡ. Nhưng bây giờ mạng TikTok này, Facebook này, nhiều mạng lắm. Đấy, đang tuyên truyền. Đặc biệt là cái đài châu Á Tự Do. Tìm mọi cách tuyên truyền. Đấy, các anh chị thấy tuyên truyền rất hay đấy. Đấy. Chỉ có một vài chữ thôi. Như vừa rồi tôi nói đấy, cái chụp ảnh tự sướng đấy. Có thế thôi đấy. Đấy. Tập hợp phát triển các tổ chức và phần tử phản động từ bên ngoài về nước để hoạt động, thực hiện kén làm tổ để chui sâu leo cao, ngầm để ngầm phá ta từ bên trong và lâu dài. Góc và chốt là một điển hình. Đấy. Đấy. Tại sao tập trung chống phá chúng ta về chính trị, về cơ sở, về lý luận chúng ta thấy, bởi vì chúng ta có lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, có tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta lại có thực tiễn, đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống yêu nước. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam không thể nhầm lẫn với ai được. Rồi qua cái thành tựu đạt được trong quá trình dựng nước và giữ nước, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là công cuộc đổi mới. Đấy, là về cơ sở lý luận, là về thực tiễn, là như vậy. Chính vì vậy, trọng tâm của chủ nghĩa đế quốc là làm gì? Làm tiêu tan hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng,
trong xã hội, mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tuyên truyền lối sống thực dụng là mờ nhạt lý tưởng của thanh niên. Bởi vì hiện nay đảng ta xác định tư tưởng của chúng ta là lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, hệ tư tưởng của chúng ta là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Trong lúc tập trung vào xây dựng, trong lúc tập trung xây dựng kinh tế, lấy kinh tế làm trọng tâm thì xây dựng đảng làm then chốt, nhưng không được một chút lơi là, mất cảnh giác trong phòng và chống chiến lược tiến biến mình, tức là để giữ vững quốc phòng của mình. Thứ hai là kẻ địch là khai thác cái mâu thuẫn sai lầm của chúng ta, nếu có để làm gây chia rẽ, làm rạn nứt các tổ chức đảng của nhà nước, là mất hiệu lực và nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Đặc biệt nó lợi dụng vào những cái thuần thủ phần tử thoái hóa biến chất đã bị đảng ta xử lý trong cái qua cái tham ô tham nhũng vừa qua, rồi cứ truyền bá cái tư tưởng phản động qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay còn 286 tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài cơ mà, nó có làm gì đâu, mới nuôi đi chứ. Các anh chị như vậy mua một cuốn sách bây giờ phải mất bao nhiêu tiền, photo một trang giấy mất 2.000, nó lấy đâu tiền mà nó in hàng ngàn, hàng hàng vạn trang giấy, trang tài liệu để truyền bá về Việt Nam, rồi tập hợp phát triển các tổ chức và các phần tử phản động từ bên ngoài về nước để hoạt động, thực hiện là gì, kén làm tổ, chui sâu leo cao để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài. Đấy. Thế thì toàn bộ cái nội dung của cái bài phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình nó dài lắm, nhưng mà tôi chỉ trích những cái đoạn thôi, ngắn gọn để lên lớp các anh chị để chúng ta nắm được. Đấy, trên cơ sở đó để các anh chị tìm hiểu, nghiên cứu thêm trên tài liệu về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình. Hiện nay mở mạng ra thì có rất nhiều cái loại đó, nhiều cái nội dung của các địa phương đều có cả về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình. Hay là các anh chị tìm hiểu về như vậy là gì, 199 cái tài liệu của như vậy là gì, rồi như vậy là gì của Tổng thống Mỹ đấy, để chúng ta tìm hiểu thêm để khẳng định rằng đó là diễn biến hòa bình. Thế rồi như vậy là những cái hình ảnh rồi và những cái phim về như vậy là tuyên truyền về cách mạng màu ở trên mạng nó cũng có cả, để các anh chị tìm hiểu thêm. Thì đấy là báo cáo các anh chị là cái bài về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình thì trình bày với các anh chị những nét cơ bản như thế thôi. Đấy. Đặc biệt là 6 cái thủ đoạn, những khái niệm diễn biến hòa bình, bao la đổ gây rối, về âm mưu thủ đoạn của nó chống phá cách mạng Việt Nam, với cái 6 cái thủ đoạn. Trên cơ sở đó các anh chị có điều để nghiên cứu. À, qua trình bày các anh chị ở cái bài này, các anh chị chúng ta thấy có cần gì hỏi thêm không? Là tôi nói rõ với các anh chị, tôi cho các anh chị viết thu hoạch ở trong bài này đó. Vậy thực ra có một bài thôi, cũng chả có cái nội dung nào khác nữa. Còn mai tôi sẽ trình bày, thứ ba tuần sau thì tôi sẽ trình bày với các anh chị cái nội dung của bài như vậy là gì, về an ninh truyền thống và phi truyền thống, rồi phòng và chống thông tin, phòng mối thông tin và không gian mạng, cũng điểm xuyết cho các anh chị để chúng ta nắm thôi. Rồi các anh chị có ý kiến gì không? Thầy ơi, cho tụi em xin like này đi thầy. À không được, đó là nguyên tắc không được rồi. Like thì không cho được rồi. Rồi, cảm ơn thầy. Vâng. Các anh chị mở mạng ra, lấy được nhiều lắm. Cứ tìm hiểu, đọc cho nó kỹ thêm nha. Không nào có nội dung mới thì các anh chị sẽ như vậy hỏi thêm nha. Và nếu chúng ta không còn có ý kiến gì khác thì buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Tôi không có điểm danh, tôi nói rõ là tôi không có điểm danh. Ba tuần sau thì rồi chúng ta lại gặp nhau rồi.